Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 185. Tiêu Phàm không nghĩ tới Phong Lưu Vân vậy mà lại mặt dạn mày dày cùng bản thân đòi hỏi một khối mệnh ma thạch, trong lòng thầm mắng gia hỏa này thật keo kiệt. Bất quá lại nói trở về, nếu như Phong Lưu Vân không móc mà nói, hắn cũng sẽ không trở thành hoang gia đả thủ. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh thiên hoang tàn khốc, liền băng tầm vậy chờ ăn chơi thiếu gia đều không sợ Phong Lưu Vân, vậy mà tính toán chi ly. Người thú vị, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ một tiếng, trực tiếp thẳng đi tới địa các vị trí. Một tòa cung điện nguy nga đứng vững ở hắn trước mắt, trung ương mất quyền lực, cấu thành một đầu đường đi sâu thăm thẳm thông hướng nội bộ, trước thông đạo phương, có người chuyên phòng thủ. Phàm là thông qua thông đạo người, đều phải lấy ra thiên hoang thần các đặc thù lệnh bài thân phận. Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, đánh giá hồi lâu, rốt cuộc tìm được tân nhân chỗ ghi danh. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, người báo danh vậy mà không ít, còn xếp thành một đầu tiểu đội. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, bởi vì tiến vào thiên hoang thần các, có hai loại con đường, một loại là thái cổ thần giới người thông qua khảo hạch tiến vào. Đây cũng chính là cái gọi là thăng thiên lễ mừng, nhưng thăng thiên lễ mừng 100 năm một lần, mặc dù lần này người tham gia nhiều đến 20 vạn, có thể phân tán đến 100 năm lại xem như rất ít đi. Bình quân hàng năm cũng liền 1.000 người mà thôi, sau đó bình quân đến mỗi ngày, có thể báo danh người đại khái là mỗi ngày 3 cái. Chủ yếu nhất là, cái này 20 vạn người, lại có thể có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch đây? Đừng nói thông qua khảo hạch. Chính là có thể sống sót người, lại có bao nhiêu? Nếu như thiên hoang vẻn vẹn dựa vào thái cổ thần giới chuyển vận nhân tài, cái kia đoán chừng đã sớm diệt vong. Bởi vậy, thiên hoang thần các trừ bỏ thái cổ thần giới chuyển vận nhân viên bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thiên hoang bản thân. Thiên hoang mặc dù không có thái cổ thần giới mênh mông như vậy cùng mênh mông, có thể của nó nhân khẩu cơ số cũng không thấp, hơn nữa đạt tới dạng này cảnh giới, huyết mạch chi lực cường đại dị thường. Hắn đản sinh đời sau, vừa ra đời chính là thần cảnh đều có không ít, những người này ở đây thiên hoang trưởng thành, cũng là có thể gia nhập thiên hoang thần các. Cho dù là tam đại thế gia người, một dạng cũng nhất định phải thông qua thiên hoang thần các, mới có thể thu được lấy tương ứng tài nguyên. Có thể nói, thiên hoang thần các xem như thiên hoang mạnh nhất một cái thế lực, độc nhất vô nhị. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, xếp hàng có chừng hơn 20 người. Hắn mang theo thần phong cùng cửu U Ma Toan đứng ở phía sau một bên, yên lặng chờ đợi, mặc dù hắn rất chờ mong tiến vào thiên hoang thần các, nhưng vẫn là áp chế nội tâm loại kia sao động. Không biết thí thần bọn họ như thế nào, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn một thân một mình ngăn trở càn lực ma tôn, để thí thần cùng tà vũ bọn họ đi đầu đào tẩu, nhưng đến hiện tại, hắn đều không có gặp mấy người tung tích, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Đúng rồi. Giống như Lạc Nam Thiên muốn ta bảo hộ Lạc Vô Thương sẽ không treo rồi a hát. Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Lạc Nam Thiên ra món tiền khổng lồ nhường hắn bảo vệ Lạc Vô Thương tiến vào thiên hoang thần các, có thể từ tiến vào thiên hoang thần các về sau, Tiêu Phàm hoàn toàn quên việc này. Đây nếu là bị Lạc Nam Thiên đã biết, có vẻ như không tiện bàn giao a. Cái này không trách ta, đế thái ất bọn họ truy giết ta thời điểm. Lạc Vô Thương giống như bản thân chạy thoát. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Tiểu gia cũng không phải Lạc Vô Thương bảo tiêu, lúc trước chỉ là đáp ứng thuận tiện hộ Lạc Vô Thương chu toàn mà thôi. Lạc Vô Thương bản thân chạy thoát, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, là nguyên nhân của chính hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm tâm tình lập tức đã khá nhiều. Nhìn phía trước người càng ngày càng ít, Tiêu Phàm chờ mong cũng càng ngày càng thịnh. Sau nửa ngày, rốt cục đến phiên bọn họ ghi danh, Tiêu Phàm để cửu U Ma Toan cùng thần phong cầm bản thân thân phận ngọc bài đi tới. Thần ma táng thổ cho chỉ là một cái thân phận chứng minh mà thôi, cũng không phải thật sự là thiên hoang thân phận ngọc bài, càng không thể đại biểu thiên hoang thần các. Dù sao, thái cổ thần giới tu sĩ, cũng không phải là mỗi người đều biết gia nhập thiên hoang thần các, có một ít cũng sẽ bị một vài gia tộc thế lực mang đi. Cửu U Ma Toan cùng thần phong rất nhanh liền làm xong đăng ký, hai người đổi lấy tự thân thiên hoang thần các lệnh bài. Rốt cục đến phiên Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm đưa ra chứng minh thân phận, đặt ở trẻ tuổi người hầu trước mặt, nhưng mà,
người hầu kia hướng về Tiêu Phàm chằm chằm một hồi, đều không có mở miệng nói chuyện. Thẻ căn cước của ta rõ có vấn đề sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn là cùng cửu U Ma Toan cùng Thần Phong cùng một chỗ thu hoạch được chứng minh thân phận A, làm sao bọn họ rất dễ dàng liền đổi lấy Thiên Hoang Thần các chứng minh thân phận, đến hắn lại không được đây. Người hầu cũng không mở miệng, chỉ thấy hắn nhìn xung quanh bốn phía, tựa như đang đợi người nào. Sau nửa ngày, người hầu mới mở miệng nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay cái cuối cùng danh ngạch. Dứt lời, người hầu có chút thất vọng tiếp nhận Tiêu Phàm chứng minh thân phận, chuẩn bị chế tác Tiêu Phàm thân phận ngọc bài. Hắn đánh ra một đạo phù văn, Tiêu Phàm chứng minh thân phận đột nhiên hóa thành từng đạo quang mang sáp nhập vào một khối trong ngọc bài. Cái cuối cùng danh ngạch, Tiêu Phàm sững sờ, làm sao gia nhập Thiên Hoang chẳng lẽ còn cần danh ngạch sao? Chẳng lẽ không phải chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập Thiên Hoang sao? Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên, Lục Thông, ngươi gan chó thật là lớn, ngay cả ta danh ngạch, ngươi cũng dám cấp. Đang ở cho Tiêu Phàm chế tác thân phận ngọc bài người hầu nghe vậy, bỗng nhiên run một cái, vội vàng ngừng lại, Tiêu Phàm chứng minh thân phận, vừa lúc hòa tan một nửa. La Vân thiếu gia, ngài đã tới. Người hầu Lục Thông toàn thân run lên bần bật, vẻ mặt nịnh hót nhìn xem người tới, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi vào bản thân thân phận chứng minh bên trên. Hắn chứng minh thân phận vừa lúc hòa tan một nửa, hiện tại ngừng lại, chờ chút coi như chưa hẳn hữu dụng. Một khi thẻ căn cước này rõ không thấy tác dụng, vậy hắn còn thế nào gia nhập Thiên Hoang Thần Các? Chủ yếu nhất là, từ vừa rồi người kia trong giọng nói, hắn nghe được một tầng khác ý tứ, cái này cái cuối cùng danh ngạch, có vẻ như bị người đặt trước. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về hậu phương nhìn tới, lại là nhìn thấy bốn bóng người hướng về bọn họ vị trí đi tới. Cầm đầu là một nam một nữ, nam ăn mặc ngân sắc chiến giáp, ngân quang lóng lánh, ngược lại có mấy phần tư thế hiên ngang bộ dáng. Nữ ăn mặc quần dài trắng, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt mỹ lệ. Chỉ từ hai người ăn mặc và khí chất đến xem, cũng đã được coi là một đôi bích nhân. Chỉ bất quá, nam tử ánh mắt không ngừng lộ ra tùy tiện cùng ương ngạnh, mũi vểnh lên trời, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nện bước Lục Thân không nhận bộ pháp, xem xét liền không phải là cái gì hảo điều. Nữ nhìn qua thanh thuần, nhưng ánh mắt khó nén ngạo khí, chỉ bất quá che giấu rất bí ẩn mà thôi. Nhìn thấy Lục Thông lộ ra nụ cười xu nịnh, ngân giáp nam tử hài lòng gật đầu, lấy ra một khối ngọc bài, ném tới cửa sổ, ngạo mạn nói, đây là muội muội ta chứng minh thân phận, cho hắn chế tác một khối thân phận ngọc bài. Nguyên lai là La Âm tiểu thư, tại hạ liền cho ngài chế tác. Người hầu Lục Thông cung kính hai tay lấy ra cái kia thân phận ngọc bài, tiện tay đem Tiêu Phàm cái kia làm ra một nửa thân phận ngọc bài ném đến một bên. Chậm đã, không đợi Lục Thông động thủ, lúc này, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được. Chậm đã, Tiêu Phàm tiếng nói không nhỏ, đem bên cạnh nam nữ giật nảy mình, người hầu Lục Thông càng là run run một lần, kém chút không cầm chắc cái kia chứng minh thân phận. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lục Thông cáu giận nói, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không thấy được đồng dạng, thản nhiên nói, ta tới trước báo danh, lẽ ra đem thân phận ngọc bài của ta trước làm ra. Hắn cũng mặc kệ cái này nam nữ là ai. Mọi thứ đều có một tới trước tới sau. Đương nhiên, cái này còn không phải Tiêu Phàm khó chịu nhất địa phương, nếu như đôi nam nữ này hảo tâm cùng chính mình nói, bọn họ lo lắng chế tác thân phận ngọc bài, hắn nhường một bước cũng không cái gì. Nhưng hiện tại, có vẻ như cái này báo danh còn có danh ngạch hạn chế, hơn nữa hắn làm ra một nửa thân phận ngọc bài, tiện tay ném đến một bên, đây là muốn phế bỏ tiết tấu A. Nếu là thân phận ngọc bài làm không được, vậy hắn Tiêu Phàm chẳng phải là thành hắc hộ. Tiểu tử, cút sang một bên. Cái kia ngân giáp nam tử nhìn thấy lại có người dám ngăn trở mình, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, vênh váo hống hách quan sát Tiêu Phàm. Nữ tử váy trắng cũng là chán ghét nhìn Tiêu Phàm một cái, chẳng lẽ ngươi không biết bản tiểu thư muốn gia nhập Thiên Hoang Thần Các sao, điểm ấy nhãn lực đều không có. Tiêu Phàm con người băng lãnh hướng về ngân giáp nam tử, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lục Thông, lạnh lùng phun ra ba chữ, cho ta làm. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên người tản ra sát khí như có như không, cái này nhưng làm Lục Thông giật nảy mình,
hốt hoảng lui về phía sau hai bước. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngân giáp nam tử thấy thế, lập tức giận tím mặt, ngay cả ta Thiên Sơn La Vân danh ngạch ngươi đều dám đoạt, chán sống. Thiên Sơn La Vân, Tiêu Phàm nhíu mày một cái, mà ngân giáp nam tử lập tức cao ngạo nâng lên đầu, giống như một chỉ kiêu ngạo gà trống. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại đột nhiên lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Ngay sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Lục Thông, lần này, hắn vẻn vẹn phun ra một chữ, làm. Ngươi dám, ngân giáp nam tử Thiên Sơn La Vân hướng về Lục Thông quát lạnh một tiếng, ngay sau đó lấy tay vung lên, phía sau hắn hai cái hộ vệ bỗng nhào về phía Tiêu Phàm. Cảm nhận được cái kia trên người hai người sát khí, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này ngân giáp nam tử quá bá đạo. Đây là muốn giết mình, ở Thiên Hoang Thần Các cửa ra vào giết bản thân. Phong Lưu Vân thế nhưng là đã nói với hắn, dù cho tam đại thế tộc người, cũng không dám tùy tiện ở Thiên Hoang Thần Các dương oai. Chẳng lẽ cái này Thiên Sơn La Vân địa vị, so tam đại thế tộc còn muốn lớn hơn sao? Bất quá, Tiêu Phàm cũng mặc kệ lai lịch của hắn lớn bao nhiêu, người đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn thúc thủ chịu trói? Hai cái kia cấp dưới mặc dù là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có sợ hãi ý tứ. Thậm chí ngay cả ý xuất thủ đều không có. Thình thịch, hai tiếng nổ mạnh, Thiên Sơn La Vân hai cái cấp dưới bỗng bay ngược mà ra, ngực hoàn toàn sụp xuống, trọng trọng đập ở trên quảng trường. Động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý, bốn phía tu sĩ không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Thật to gan, dám ở Thiên Hoang Thần Các động thủ, muốn chết sao? Là Thiên Sơn La Vân. Thiên Sơn gia tộc vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì a, báo cái tên đều muốn chen ngang, còn có hay không quy củ. Không có cách nào, ai bảo Thiên Sơn gia tộc chính là số một số hai đại gia tộc đây, không thể trêu vào, còn tránh không nổi sao. Đáng tiếc, những người kia lại phải xui xẻo. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, không khỏi đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù nói Thiên Hoang Thần Các không thể động thủ, nhưng Thiên Hoang Thần Các há lại sẽ vì một người mới. Mà cùng Thiên Sơn gia tộc làm ác đây. Huống chi, cái này tân nhân, có vẻ như bây giờ còn chưa phải là Thiên Hoang Thần Các người. Giết, cũng liền giết phí công. Thiên Sơn La Vân nghe được bốn phía tiếng nghị luận, tăng thêm hắn cấp dưới bị thần phong đánh bay, cặp mắt đều muốn trợn lên, khí thế hung hăng hướng về Tiêu Phàm. Chỉ thấy hắn nâng lên một ngón tay, cười lạnh chỉ Tiêu Phàm nói tốt, tốt, các ngươi dám ở Thiên Hoang Thần Các động thủ, tuần tra thần vệ ở đâu. Thiên Sơn La Vân cố ý đem thanh âm đề cao, nói hình như là Tiêu Phàm bọn họ động thủ trước tựa như. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, cái này Thiên Sơn La Vân, cùng trước đó cái kia băng tầm một dạng đáng giận, thực lực không tốt lắm, hoàn khố khí ngược lại là 10 phần. Nghĩ vậy, hắn khẽ lắc đầu, tựa như lười nhác nhìn nhiều Thiên Sơn La Vân một cái, mà là nhìn chăm chú Lục Thông, quát lạnh nói, làm. Là, Lục Thông đầu giống như con gà con mổ gạo đồng dạng. Chẳng biết tại sao, thân thể khỏe mạnh tựa như không nghe sai khiến, cầm lấy Tiêu Phàm cái kia hòa tan một dạng chứng minh thân phận, tiếp tục chế tác thân phận ngọc bài. Thiên Sơn La Vân thấy thế, càng là quát lạnh nói, dám can đảm uy hiếp ta Thiên Hoang Thần Các người, đáng chết. Lời còn chưa dứt, Thiên Sơn La Vân thẳng đến Tiêu Phàm đi, giống như một đầu bạch sắc phi báo, tốc độ nhanh vô cùng. Thánh đế cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trong nháy mắt đối với hắn thực lực có một cái bình phán. Thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng dám uy hiếp bản thân. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, thần phong xuất hiện lần nữa ở Tiêu Phàm trước người, một lần này, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, trực tiếp một cước đá ra, đem Thiên Sơn La Vân lồng ngực đều một cước đá bể. Thiên Sơn La Vân trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm cùng thần phong. Thần phong xuất thủ công kích hắn hai cái thuộc hạ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hắn Thiên Sơn La Vân cũng dám đánh. Chẳng lẽ bọn họ liền Thiên Sơn gia tộc đều không sợ sao? Ngươi, ngươi thân phận ngọc bài. Cũng đúng lúc này, Lục Thông làm xong Tiêu Phàm thân phận ngọc bài, run rẩy đưa tới. Đây chính là liền Thiên Sơn La Vân cũng dám đánh chủ, hay là không muốn đắc tội hắn tốt? Tiêu Phàm hài lòng tiếp nhận thân phận ngọc bài. Lại cùng thần phong bọn hắn thân phận ngọc bài so sánh một lần, phát hiện không cái gì chỗ không đúng, lúc này mới yên lòng lại. Thiên Sơn La Vân nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, hai mắt đỏ bừng khát máu, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi.
nhưng hắn liền Tiêu Phàm thuộc hạ cũng không là đối thủ, lại có thể giết chết được Tiêu Phàm đây. Hắn nhìn thấy Lục Thông vậy mà cho Tiêu Phàm làm ra thân phận ngọc phiến, lập tức trong lòng tất cả hận ý đều đổ xuống mà ra, căm tức nhìn Lục Thông nói, Lục Thông, người rất tốt. Lục Thông toàn thân run lên, đắc tội Thiên Sơn La Vân, về sau hắn tháng ngày nhưng không thế nào tốt hơn. Hắn cũng không biết, bản thân vì sao sẽ sợ hãi Tiêu Phàm, thân thể không nghe sai khiến cho hắn chế tác thân phận ngọc bài. Lần này triệt để đắc tội Thiên Sơn La Vân, sự tình có thể gặp phiền toái. Chúng ta đi, Tiêu Phàm không thèm để ý Thiên Sơn La Vân, nếu không phải là kiêng kỵ Thiên Sơn La Vân sau lưng gia tộc, Tiêu Phàm đoán chừng liền không chỉ động tay dạy dỗ một chút hắn đơn giản như vậy. Ai cũng đừng nghĩ đi, Thiên Sơn La Vân bỗng nhiên ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, đánh Thiên Hoang Thần các người liền muốn đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn Thiên Sơn La Vân một cái. Người nào ở đây ồn ào? Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, đột nhiên nơi xa mấy bóng người bay vụt mà tới, mỗi người đều mặc thống nhất chiến giáp. Có thể ở Thiên Hoang Thần các phi hành, liền đã chứng minh bọn hắn thân phận, tuần tra thần vệ. Lâm đội trưởng, người tới thật đúng lúc. Thiên Sơn La Vân nhìn thấy cầm đầu tuần tra thủ vệ, vui vẻ ra mặt nói, người này mang theo hắn thuộc hạ, dám can đảm đối Thiên Hoang Thần các người động thủ, không biết phải bị tội gì. A, à, cầm đầu tuần tra đội trưởng híp mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn dáng người khôi ngô, người mặc hắc sắc chiến giáp, mang cho người ta một loại rất lớn cảm giác áp bách. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chưa từng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Chỉ thấy cái kia Lâm đội trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan trên người, đây là Thiên Hoang Thần Các, người ngoại lai, dám can đảm ở này động thủ người, đáng chém. Đáng chém hai chữ, hắn mang theo một cỗ cắn răng nghiến lợi vị đạo. Hiển nhiên, hắn là thấy được Tiêu Phàm thu hoạch được thân phận ngọc bài quá trình, lại không thấy đến Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan thu hoạch lệnh bài thân phận, cho rằng hai người chăm chú chỉ là Tiêu Phàm thuộc hạ mà thôi. Tiêu Phàm đều chỉ là vừa mới lấy được thân phận ngọc bài, hắn hai cái thuộc hạ, lại làm sao có thể có thân phận ngọc bài đây? Vậy nếu là Thiên Hoang Thần các người ở đây động thủ đây? Không đợi Thần Phong mở miệng, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Lâm đội trưởng nói. Là cá nhân liền có thể liếc mắt nhìn ra, cái này Lâm đội trưởng cùng Thiên Sơn La Vân là cùng một bọn. Thiên Hoang Thần các người, mặc dù không cấm nội đấu, nhưng là không thể ở trong này động thủ người, nên mang đến hình các, từ hình các thẩm phán. Lâm đội trưởng vẻ mặt thành thật trả lời. Hình các, nghe được hai chữ này, bốn phía tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần mang đến hình các rồi a hát, tự mình giải quyết không được sao. Chính là a, hình các đây chính là ăn thịt không nhả xương địa phương, đi tới đi vào, không có một cái nào có thể sống đi ra. Thiên Sơn La Vân hẳn là không lá gan lớn như vậy, cái kia tân nhân nếu là mang đến hình các, hắn cũng khó trốn một kiếp, đến hình các, Thiên Sơn gia tộc cũng không tốt dùng. Bốn phía tu sĩ tất cả đều biến sắc, đối hình các kiêng kỵ không sâu, nghe đến đã biến sắc. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Thiên Sơn La Vân cười lạnh không thôi, nói, Lâm đội trưởng, là bọn hắn động thủ trước đây, hơn nữa, bọn họ cũng không phải là Thiên Hoang Thần các người. Có đúng không, Lâm đội trưởng cũng là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chỉ là lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm, Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan cơ hồ cùng nhau lấy ra thân phận ngọc bài, Tiêu Phàm nói chẳng lẽ cái này thân phận ngọc bài là giả sao? Thiên Sơn La Vân cùng Lâm đội trưởng thần sắc động lại, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ đều là Thiên Hoang Thần các người, vậy nếu là đem Tiêu Phàm mang đến hình các mà nói, Thiên Sơn La Vân cũng sẽ bị đưa qua, từ hình các bình phán. Thiên Sơn La Vân không phải người ngu, lại làm sao có thể tiến về hình các đây? Đúng rồi, lúc này, Tiêu Phàm lại lấy ra một mai ký ức thủy tinh, nói, phía trước tất cả, ta đều có ghi chép, ai ra tay trước. Chắc hẳn hình các nhìn một chút thì sẽ biết. Lời này vừa nói ra, Thiên Sơn La Vân cùng Lâm đội trưởng hai người biến sắc, Lâm đội trưởng vội vàng nói, nếu là hiểu lầm, vậy liền dừng ở đây, tất cả mọi người giải tán a. Chờ một chút, Thiên Sơn La Vân đột nhiên hét lại, nói tiểu tử, vừa mới động thủ thời điểm, ngươi còn không phải Thiên Hoang Thần các người, dám ở chỗ này động thủ, ngươi đáng chết. Lâm đội trưởng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên.
Nếu như Tiêu Phàm động thủ thời điểm, còn không có nhận lấy Thiên Hoang Thần Các thân phận ngọc bài, vậy hắn xác thực không tính là Thiên Hoang Thần Các người. Không phải Thiên Hoang Thần Các người, liền không thể ở đây động thủ chính là tội chết. Quy tắc này nói lớn không lớn, có thể nói nhỏ cũng không nhỏ, ít nhất là có thể chơi xảy ra án mạng. Chẳng qua là khi bọn họ nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, lời đến khóe miệng tất cả đều bị nén trở về. Vậy ta từ đầu đến cuối, động thủ sao? Tiêu Phàm cười híp mắt đáp lại. Đúng vậy à, Tiêu Phàm động thủ sao? Không có, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm cũng không hề động thủ. Động thủ vẫn luôn là Thần Phong, mà Thần Phong, sớm Tiêu Phàm một bước nhận lấy thân phận ngọc bài, từ hắn lấy được thân phận ngọc bài một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là Thiên Hoang Thần Các người. Hắn ở trong này động thủ, nhiều nhất nhận một chút trừng phạt nhỏ mà thôi. Thiên Sơn La Vân mặt âm trầm, tựa như so ăn một cái chuột chết còn khó chịu hơn. Một bên Lâm đội trưởng lập tức vỗ vỗ Thiên Sơn La Vân bả vai, làm hòa sự lão, La Vân huynh, việc này đến đây thì thôi à, chuyện đã xảy ra, ta cũng đại khái biết qua, không phải liền là La Âm muội muội muốn gia nhập Thiên Hoang Thần Các sao. Những cái này mới tới không hiểu quy củ, chiếm đoạt các ngươi tư cách, La Âm muội muội đợi thêm nửa tháng tiến vào Thiên Hoang Thần Các, cũng giống như nhau nha. Thiên Sơn La Vân trầm mặc không nói, hắn nội tâm hiển nhiên là không tán đồng Lâm đội trưởng lời nói. Cái gì gọi là một dạng, tư cách này, vốn là hẳn là đến phiên ta, hiện tại lại trở thành người khác, ta thế nhưng là vỗ ngực đáp ứng muội muội của mình, nhưng bây giờ lại làm không được, có thể giống nhau sao? Thiên Sơn La Vân trong lòng kìm nén một hơi, không ra một hơi này, hắn liền không trôi chảy, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Lục Thông trên người, nổi giận nói, Lục Thông, người gan chó thật là lớn, dám thu lấy hắn chỗ tốt, đem tư cách của ta chen rơi. Ta không có, Lục Thông làm sao biết, Thiên Sơn La Vân vậy mà lại trả đũa. Muốn nói thu tiền trả nước, hắn xác thực thu, nhưng hắn thu cũng là thu Thiên Sơn La Vân. Thiên Sơn La Vân cho Lục Thông mấy khỏa mệnh ma thạch, để Lục Thông thay hắn lưu một cái danh ngạch, Lục Thông cũng xác thực lưu, có thể chờ một hồi, Thiên Sơn La Vân không có tới, hắn có thể có biện pháp nào đây? Nguyên bản hắn cho rằng Thiên Sơn La Vân không tới, dạng này chỗ tốt cũng thu, hôm nay lại có thể sớm chút kết thúc công việc, cớ sao mà không làm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Thiên Sơn La Vân quả thực là muốn ở thời khắc cuối cùng đuổi tới, cái này không phải cố ý đòi mạng hắn sao? Lúc đầu cái này chế tác thân phận ngọc bài cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, bình thường thu chút chỗ tốt, càng là không ai quan tâm sự tình. Nhưng người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng, bây giờ Lục Thông chính là cái này tình huống. Không có, Thiên Sơn La Vân cười lạnh, nói, bản thiếu gia sáng sớm liền đến nơi này, có từng nói dối. Lục Thông gật đầu, Thiên Sơn La Vân xác thực sáng sớm đến, nhưng hắn cũng không có xếp hàng A, tùy ý đuổi bản thân mấy khỏa mệnh ma thạch liền rời đi. Vậy tại sao, bản thiếu gia muội muội không có đạt được tư cách, ngược lại hắn chiếm được? Thiên Sơn La Vân chỉ Tiêu Phàm nổi giận nói. Lục Thông ánh mắt lấp lóe, một câu cũng nói không ra. Tiêu Phàm một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có giúp Lục Thông nói lời nói ý tứ, người này mặc dù chưa nói tới đại ác, nhưng vì leo phụ quyền quý, cố ý xấu hắn Tiêu Phàm không có lý do gì cứu hắn. Cầm xuống, lúc này, Lâm đội trưởng quát lạnh một tiếng, hắn cũng chuẩn bị cầm Lục Thông xuất khí, coi như là cho Thiên Sơn La Vân một cái hạ bậc thang. Lục Thông nhìn thấy mấy cái tuần tra thần vệ đi tới, sắc mặt đại biến, bản thân cái này muốn bị lấy xuống, vậy liền cách cái chết không xa. Thiên Sơn La Vân, ngươi là sáng sớm đến đây, có thể ngươi cũng không phải xếp hàng, mà là cho ta mấy cái mệnh ma thạch liền rời đi, để cho ta cho ngươi lưu một cái danh ngạch, có thể ngươi lại không đến, chẳng lẽ ta đem danh ngạch cho người khác có lỗi sao? Lục Thông bối rối sau, cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Bốn phía tu sĩ uy nghiêm, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, cái này Thiên Sơn La Vân, là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Miệng đầy nói bậy, Thiên Sơn La Vân giận dữ mắng mỏ, hắn là bất kể như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Ta cũng có chứng cứ, nhưng mà một khắc sau, để Thiên Sơn La Vân hộc máu là, Lục Thông trong tay cũng nhiều thêm một mai ký ức thủy tinh. Lục Thông xuất ra ký ức thủy tinh một sát na kia, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người cổ quái nhìn xem Thiên Sơn La Vân,
Trước đó bị Tiêu Phàm đem một quân thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị Lục Thông uy hiếp, cái này Thiên Sơn La Vân cũng không phải bình thường suối quẩy. Hôm nay, Thiên Sơn La Vân sợ là tìm không thấy hạ bậc thang. Cái này mặt, hắn ném định, nếu như bình thường, loại chuyện nhỏ nhặt này, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng coi là chuyện to tát. Nhưng hôm nay, Thiên Sơn La Vân muốn đem nó đặt ở bề mặt đi lên, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Hối lộ thiên hoang thần các tu sĩ, nhiễu loạn thiên hoang thần các trật tự, cái này tội danh, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiên Sơn La Vân mặt sạm lại, phổi đều kém chút tức nổ tung. Một cái mới tới tu sĩ không cho mình mặt mũi thì cũng thôi đi, cái này Lục Thông thế nhưng là biết rõ thân phận mình, vậy mà cũng dám đối địch với chính mình, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhưng nhìn xem Lục Thông trong tay ký ức thủy tinh, Thiên Sơn La Vân nhưng cố một cái dám đều không thả ra được. Lục Thông, ngươi cho bản thiếu gia nhớ kỹ. Thật lâu, Thiên Sơn La Vân biệt xuất một câu, hung hăng chừng Lục Thông một cái, hất lên áo bảo rời đi. Lục Thông sắc mặt khó coi, mặc dù tránh thoát một kiếp này, nhưng hắn thế nhưng là triệt để đắc tội Thiên Sơn La Vân, về sau sợ là không dễ chịu. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Tiêu Phàm bọn họ một cái, quay người hướng về địa các chỗ sâu đi đến. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, tựa như cái gì cũng không phát sinh một dạng. Hắn không muốn đắc tội người, thế nhưng không sợ đắc tội người. Nếu là cái gì đều khắp nơi nhường nhịn, người khác còn tưởng rằng hắn có thể tùy ý vân vê. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm nay phát sinh hai lần xung đột, không chỉ có đắc tội Băng Tầm, cũng đắc tội Thiên Sơn La Vân, nghĩ đến không ít người hẳn là sẽ nhớ kỹ bản thân. Có lẽ bọn họ đang đáng thương bản thân, nhưng Tiêu Phàm tất cả đều không để ở trong lòng, chí ít, bọn họ biết mình không dễ chọc, hẳn là sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Làm đột nhiên, một tiếng hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm từ địa các nội bộ truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người lực chú ý. Địa các chiến chuông gõ vang, đây là có đại chiến dịch đã xảy ra. Một chút tu sĩ sắc mặt biến hóa, sau đó nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng địa các nội bộ đi. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là thiên hoang thần các địa các người, nghĩ đến tiến vào địa các là không có vấn đề gì. Tiếng chuông này, Tiêu Phàm mặc dù lạ lắm, nhưng từ những tu sĩ kia là lời nói cùng trên nét mặt, hắn cũng đoán được mấy phần, hẳn là triệu tập địa các tu sĩ ý tứ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mang theo thần phong cùng cửu U Ma Toan đi theo đám người đi vào thông đạo. Xuyên qua thông đạo, là một mảnh rộng rãi quảng trường, trong sân rộng, đã đứng đầy tu sĩ, rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, phần lớn người trên mặt lộ ra ngưng trọng. Tiêu Phàm từ đám người tiếng nghị luận nghe được một cái tên quen thuộc, thần ma táng thổ, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, hình như là thần ma táng thổ đã xảy ra chiến dịch. Cửu U Ma Toan nhỏ giọng thầm thì nói, con người bên trong lộ ra vẻ cổ quái. Ta không điếc, Tiêu Phàm tức giận chừng Cửu U Ma Toan một cái, hắn làm sao không biết, chàng chiến dịch này, 89 phần 10 là hắn đưa tới. Dù sao, hắn nhưng là chu diệt 4 tòa ma thành. Chỉ còn lại cuối cùng một tòa ám dạ ma thành, dị ma một phương, không giận mới là lạ chứ. Chỉ chốc lát sau, quảng trường phía trên tụ tập mấy ngàn tu sĩ, chiến chuông cũng đình chỉ gõ vang. Yên lặng, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng vang lên, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiêu Phàm đám người ánh mắt tìm thanh âm kia nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái trung niên nam tử đứng ở phía trước đài cao phía trên, lãnh đạm quan sát phía dưới. Là La Phi Lăng sư huynh, có người nói nhỏ, nhận ra trung niên nam tử kia thân phận. Tiêu Phàm cũng là hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra trung niên nam tử, lúc trước người này một mực đi theo Long Vân bên người, Tiêu Phàm hình ảnh tương đối sâu khắc. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Phàm đang bay thiên cổ, tính giết mấy chục đại đế cảnh tu sĩ, cũng là mượn tay của người này. Tiêu Phàm biết rõ thân phận của người này không thấp. Có thể hiện tại xem ra, La Phi Lăng thân phận, so với hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, La Phi Lăng thanh âm đã vang lên, chiến chuông cấp bách triệu mọi người tới đây, là thần ma táng thổ dị ma bạo động, cần triệu tập 2.000 tu sĩ tiến về, nguyện ý chủ động xuất chiến người, lăng không. Vừa dứt lời,
không ít người liền đạp không mà lên, căn bản không hỏi nguyên do. Tiêu Phàm do dự mấy tức, cũng vẫn là lơ lửng mà lên, đến nơi đây hắn đều không có gặp thí thần bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm, hắn quyết định phản hồi thần ma táng thổ nhìn xem. Nếu như thí thần bọn họ có nguy hiểm gì, bản thân tiến về, cũng tốt có cái chiếu cố. 1820 người, còn kém 180 người. La Phi Lăng ánh mắt u lãnh, sau đó lấy tay vung lên, từng đạo điểm sáng vẩy ra, rơi vào 180 người trên đầu. Làm quang mang rơi xuống thời khắc, có chút tu sĩ biểu tình đau thương, không muốn đạp không mà lên. Bọn họ ở không biết rõ ràng thần ma táng thổ thế cục trước đó không muốn xuất chiến, có thể bị La Phi Lăng điểm trúng, dựa theo thiên hoang thần các quy củ, vậy thì nhất định phải xuất chiến. Không xuất chiến người, coi là khiếp chiến, có thể xử theo quân pháp. Các ngươi 2000 người, nửa chén trà nhỏ về sau, nơi đây tập hợp, tiến về thần ma táng thổ. La Phi Lăng lời nói lạnh như băng vang lên, căn bản không cho người phủ định. Nói xong, bốn phía tu sĩ bỗng đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, chỉ có số ít người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ đây là đi làm cái gì? Cửu U Ma Toan nhỏ giọng thầm thì nói. Muốn đi an bài hậu sự. Một bên một cái lão giả lưng còng vô tình hay cố ý trả lời một câu. Vậy ngươi không có hậu sự an bài sao? Cửu U Ma Toan nhàn nhạt liếc lão giả lưng còng một cái, trên người lão giả này còn có một đạo quang mang. Hiển nhiên là bị La Phi Lăng cưỡng ép chọn chúng. Lão giả lưng còng hơi chậm lại, ngay sau đó bỗng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, nói, lão hủ một người cô đơn, nào có cái gì hậu sự an bài, ngược lại là các ngươi, có thể đi an bài một phen. Lão già, người mới an bài hậu sự, cửu U Ma Toan tức giận chừng lão giả lưng còng một cái. Lão giả lưng còng chỉ là cười cười, cũng không có nói tiếp cái gì. Cửu U Ma Toan trong lòng càng thêm khó chịu, hắn sống vô số tuế nguyệt, không ưa nhất có người ở trước mặt hắn cậy già lên mặt, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, nếu không phải cái này bên trong là thiên hoang thần các, bản tôn một bàn tay chụp chết hắn. Tiêu Phàm không để ý đến cửu U Ma Toan, ngược lại ý vị thâm trường nhìn lão giả lưng còng một cái. Cái này lão giả lưng còng, mặc dù là bị cưỡng ép chiêu mộ, có thể trong lời nói của hắn, hoàn toàn một bộ coi nhẹ sinh tử bộ dáng. Để Tiêu Phàm đều có chút nhìn không thấu. Lão gia hỏa này thật không đơn giản a. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức về sau, cho cửu U Ma Toan trả lời một câu. Hừ, chờ đến thần ma táng thổ, đừng để ta gặp gỡ hắn. Cửu U Ma Toan thấp giọng mắng. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan truyền âm thời khắc, lão giả lưng còng vẫn như cũ lộ ra cái kia một ngụm răng vàng khè, cười híp mắt nhìn xem hai người, tựa như nhìn thấu bọn họ đồng dạng. Để Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan không được tự nhiên. Cũng may thời gian uống cạn nửa chén trà trong nháy mắt liền qua, khi mọi người trở về sau, liền bắt đầu trên đường leo lên một chiếc thần chu, chuẩn bị tiến về thần ma táng thổ. Ma Toan, thần phong, lần này đi vào, đều cẩn thận một chút. Tiêu Phàm đạp vào thần chu thời khắc, trong bóng tối cho cửu U Ma Toan cùng thần phong truyền âm nói. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm luôn có loại dự cảm bất an. Hắn không biết là, ở thần chu cách đó không xa một cái góc, một đôi mắt lạnh lẽo chính lạnh lùng theo dõi hắn, nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu tử, dám đắc tội ta, nhìn ngươi chết như thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết hắn đã bị người theo dõi, cho dù biết rõ, đoán chừng hắn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần không phải thánh tôn cảnh, chính diện chém giết, hắn là không sợ hãi. Về phần âm mưu quỷ kế. Ở thần ma táng thổ bậc này tàn khốc máu tanh sát lục tràng, cũng cơ bản không có tác dụng quá lớn, tự nhiên không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư. Thần chu khởi động, lướt qua thương khung, rất nhanh là đến truyền tống các. 2000 bị chiêu mộ địa các tu sĩ, tính cả thần chu cùng nhau bị truyền đến thần ma táng thổ, hiệu suất như vậy, liền Tiêu Phàm đều có chút bội phục. Từ chiêu mộ bắt đầu, đến bọn họ bước vào thần ma táng thổ, vẻn vẹn chỉ tốn một nén nhang mà thôi. Lần nữa tiến vào thần ma táng thổ, Tiêu Phàm cũng là hơi xúc động, hắn giờ phút này, đã là thiên hoang thần các một thành viên. Hắn rất lo lắng thí thần bọn hắn an nguy, nhưng hắn hiện tại không cách nào tự tiện hành động, dù sao hắn là địa các một bộ phận, nhất định phải phục tùng địa các điều phối. Loại cảm giác này, để Tiêu Phàm có chút khó chịu, luôn cảm giác đã mất đi tự do.
hy vọng thí thần bọn họ không việc gì. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, tự an ủi mình, ngày đó thí thần bọn họ sớm đào tẩu, hẳn là sớm đã về tới thần ma thành. Chỉ là thần ma thành rất lớn, hắn muốn tìm mấy người, không khác mò kim đáy biển. Tất cả mọi người nghe lệnh, một tiếng quát nhẹ vang lên, mang theo một cái khổng lồ uy áp bao phủ 2000 tu sĩ. Rất nhiều người biểu tình khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cỗ uy áp này, thế nhưng là thánh tôn cảnh khí tức, không phải bọn họ có thể địch. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương thanh niên lăng không mà đứng, gầy cùng một cái hầu tử một dạng. Là hầu hoàng sư huynh, có người hướng về gầy yếu thanh niên, không khỏi lên tiếng kinh hô. Có hầu hoàng sư huynh ở đây, bình thường dị ma, lại có sợ gì? Hầu hoàng sư huynh ở chỗ này, đây chẳng phải là nói rõ Khương Thiếu Hư sư huynh cũng đang nơi đây. Có Khương Thiếu Hư sư huynh ở đây, còn có tất yếu chiêu mộ hai chúng ta ngàn người sao? Bốn phía tu sĩ nhìn thấy gầy yếu thanh niên thời khắc, trên mặt lo lắng diệt hết, trong mắt lấp lóe lấy sùng bái và ánh mắt kính sợ. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn cái kia nhìn qua gầy trơ cả xương, lại sâu không lường được hầu hoàng một cái, trẻ tuổi như vậy thánh tôn cảnh, hắn đã không phải là một hai lần gặp được. Yên lặng, tất cả mọi người, cửa thành tập hợp. Hầu hoàng mặt không biểu tình, lạnh lùng quét phía dưới một cái, sau đó quay người liền hướng lấy chân trời lao đi. Ở đây tu sĩ nghe vậy, nào dám có nửa điểm do dự, ở chỗ này, hầu hoàng mà nói, chính là không thể trái nghịch mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đi theo đại bộ đội đi tới thần ma thành cửa thành vị trí, nơi này, đã có thể nghe được điên cuồng tiếng thú gầm, một cỗ bạo động khí tức ở tường thành bên ngoài bốc lên. Từng đạo hà mang tại hư không nở rộ, bộc phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, bị người không dám tới gần. Đó là có người đang đại chiến, hơn nữa 10 điểm kịch liệt. Tiêu Phàm mang theo cửu U Ma Toan cùng thần phong rơi ở trên tường thành, ánh mắt không tự chủ được bị xa xa chiến đấu hấp dẫn. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy tường thành bên ngoài dị ma lúc, con người bỗng co rụt lại, đều là vẻ chấn động. Bọn họ mắt thường thấy, khắp nơi đều là bóng đen, lít nha lít nhít, răng đầy mỗi một tấc không gian. Nhiều như vậy dị ma, cho dù cửu U Ma Toan đều hít một hơi lạnh, kinh khủng như vậy số lượng, nhưng hắn đều không bình tĩnh. Dù cho những cái này dị ma, không nhất định cũng là thánh đế cảnh, cũng có một chút đại đế cảnh, thay vào đó số lượng nhiều lắm, nhiều đến căn bản vô số. Nguyên bản những cái kia cho là có hầu hoàng ở, liền an toàn không lo những tu sĩ kia, giờ phút này cũng biểu tình vẻ kinh hoàng. Bọn họ chỉ có 2000 người, số lượng là dị ma số lẻ không đến, dựa vào bọn họ, lại có thể giết chết nhiều như vậy dị ma. Nhiều như vậy dị ma công thành, đoán chừng không bao lâu, thần ma thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Thí thần bọn họ, Tiêu Phàm cau mày, nếu như nói lúc trước hắn còn ôm một tia may mắn, như vậy hiện tại, hắn tâm đều chìm đến đáy cốc. Thí thần bọn họ là mạnh, có thể cũng tuyệt không phải nhiều như vậy dị ma đối thủ a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra truyền âm ngọc phù, liên hệ thí thần cùng Tà Vũ bọn họ, có thể chờ một hồi, cũng chưa từng lấy được hồi phục. Tiểu hòa tử, có phải hay không sợ? Lúc này, Tiêu Phàm bên người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, vừa mới bắt gặp một ngụm răng vàng khè, chính là trước đó đem cửu U Ma Toan khí gần chết lão giả lưng còng. Ngươi không sợ sao? Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn xem lão giả lưng còng khẽ mỉm cười nói. Cái này lão giả lưng còng, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ khác thường, để Tiêu Phàm bản năng đề phòng mấy phần. Sợ a, bằng không lão đầu tử cũng sẽ không thể không chủ động tham chiến. Lão giả lưng còng nhún nhún vai, nói ai, một lần này, sợ là thật khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù trong giọng nói của hắn tràn đầy đối tử vong sợ hãi, có thể Tiêu Phàm lại không từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm sợ hãi. Thậm chí, cái kia hơi có vẻ đục ngầu con ngươi bên trong ngược lại tinh quang lập lòe, tựa như gặp được đồ quý báu đồng dạng, tràn đầy một loại tham lam. Lão gia hỏa, lão tử còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy sợ chết, ngươi sống đến bây giờ số tuổi, đã là thượng thiên ban ân. Cửu U Ma Toan nhìn không được. Cái này lão giả lưng còng cái kia sợ dạng, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Ngươi nhà sợ chết thì bỏ qua, còn muốn cố ý đả kích người khác, cái này liền là của ngươi không phải. Đúng vậy a,
lão thiên không tệ với ta a, sống bó lớn số tuổi, cũng không thua thiệt. Lão giả lưng còng cũng không tức giận, mà là thở thật dài một cái, ánh mắt chuyển về phía trước chiến trường. Cửu U Ma Toàn khinh bỉ nhìn lão giả lưng còng một cái, không thèm để ý hắn. Mà Tiêu Phàm lại là càng ngày càng kinh ngạc lên, bởi vì hắn phát hiện, bản thân chung quanh tu sĩ, tựa như khi bọn hắn không tồn tại một dạng. Bất quá hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, có ít người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lão giả, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một loại thần sắc phức tạp. Có thương hại, có lạnh lùng, cũng có phẫn nộ. Lão nhân gia kia, xem ra cũng không phải là hạng người vô danh a. Tiêu Phàm không thể nào hiểu được loại kia thần sắc phức tạp, nhưng hắn biết rõ, cái này lão giả lưng còng, sợ là không đơn giản. Tất cả mọi người chú ý. Lúc này, Hầu Hoàng thanh âm đem lòng của mọi người tự kéo lại. Chỉ thấy hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát phía dưới 2000 tu sĩ, nói, bọn ngươi nhiệm vụ, chính là giữ vững phiến này cửa thành, không cho phép lui ra phía sau nửa bước, kẻ trái lệnh, chạm. Hầu Hoàng nhìn qua rất nhỏ gầy, vừa vặn bên trên lại tản mát ra một loại bá đạo khí thế, bị người không dám phản bác. Hống hống cũng ngay lúc đó, tường thành bên ngoài, từng đạo tiếng thú gào vang lên, lại là nhìn thấy thành đoàn dị ma phát cuồng đồng dạng phóng tới cửa thành, thần ma thành nhất phương tu sĩ bị xông thất điên bát đảo, làm sao ngăn cũng ngăn không nổi. Tất cả mọi người nghe lệnh, một đầu dị ma cũng không thể bước vào tường thành, giết. Hầu Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngay sau đó hóa thành một đạo chớp lóe, dẫn đầu xông vào dị ma quần. 2000 tu sĩ nghe vậy, cứ việc rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn là khẽ cắn môi vọt tới. Bọn họ nghĩ lùi bước, có thể thế cục căn bản không cho phép bọn họ lùi bước. Một khi lùi bước, bọn họ vi phạm quân lệnh không nói, có thể còn sống hay không hay là không biết. Giết, từng tiếng gầm thét vang lên, 2000 địa các tu sĩ, khí thế hung hăng giết tới. Tiêu Phàm đi theo đám người, rất nhanh bị dị ma bao phủ, bất quá có thần phong cùng cửu U Ma Toan ở bên cạnh hắn, căn bản không cần hắn động thủ, bình thường dị ma căn bản không đến gần được hắn mảy may. Dù sao, thần ma táng thổ vẻn vẹn chỉ là nhất tinh ma quật, đại bộ phận cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong trở xuống dị ma. Cửu U Ma Toan cùng thần phong hai cái đều là bán bộ thánh tôn cảnh, hơn nữa cũng là có thể cùng hạ phẩm thánh tôn so chiêu tồn tại. Diệt sát những cái này bình thường dị ma, cơ hồ là một mảnh ngược lại chu diệt. Phải biết, bọn họ thế nhưng là liền thánh tôn cảnh dị ma đều giết mấy cái. Tiêu Phàm cũng không có ý xuất thủ, hắn chỉ là đi theo thần phong cùng cửu U Ma Toan sau lưng thu lấy mệnh ma thạch. Những cái này mệnh ma thạch mặc dù đẳng cấp thấp một chút, nhưng cũng may số lượng tương đối nhiều, cũng có thể đổi lấy một bút không ít công huân điểm. Đây cũng là thiên hoàng tu sĩ sở dĩ vui với tham gia đại hình chiến dịch một trong những nguyên nhân. Chỉ cần có thể từ trong chiến dịch sống sót, hắn thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu, khỏi cần phải nói, mệnh ma thạch cũng rất nhiều, có thể ở thiên hoàng thần các đổi lấy số lớn tài nguyên. Mặt khác, còn có dị ma trên người chữ vật pháp bảo, bên trong cũng có khả năng có một ít bảo vật chân quý, đây cũng là một bút cực lớn tài phú. Tiêu Phàm đi theo thần phong cùng cửu U Ma Toan sau lưng, dọn dẹp chiến trường, con người thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khỏa tứ tinh ma đế mệnh ma thạch bên trên, thân hình lóe lên, không chút do dự xông tới. Phốc phốc, nhưng mà, liền khi Tiêu Phàm tay sắp chạm đến cái kia mệnh ma thạch thời khắc, hư không một đạo lợi mang bắn ra, Tiêu Phàm lăng không một phen, đột nhiên ngừng lại bước chân tiến tới, hướng bên cạnh lui mấy bước. Ai, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, dọc theo đạo kia lợi mang nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay vút qua, thẳng đến cái kia tứ tinh ma đế mệnh ma thạch. Tốc độ nhanh chóng, để Tiêu Phàm đều hơi kinh ngạc. Bất quá, Tiêu Phàm cùng rất nhanh lấy lại tinh thần, trong nháy mắt một điểm, một đạo kiếm mang gào thét mà ra, chớp mắt liền đi tới bóng đen trước người. Bóng đen cảm nhận được một cỗ nguy cơ, không cam lòng từ bỏ mệnh ma thạch. Thân hình lui về phía sau hơn mấy trượng. Cũng liền ở nơi này khe hở tầm đó, Tiêu Phàm buông tay một chiêu, cái kia tứ tinh mệnh ma thạch bỗng nhiên rơi ở trong tay của hắn, ngay sau đó hắn ngẩng đầu cười híp mắt nhìn xem đạo hắc ảnh kia, cười nói, đa tạ. Hừ, đối diện đạo hắc ảnh kia lạnh rên một tiếng, ngay sau đó lại cười híp mắt nói, tiểu tử, cái này mệnh ma thạch là ta xem trước đến,
ta nghĩ ngươi sẽ trả cho ta, có đúng không? Không có ý tứ, ta không muốn trả lại. Tiêu Phàm trực tiếp bá đạo đáp lại, cười nhìn lấy đối diện ngụm kia răng vàng khè. Không sai, bóng đen đối diện không phải người khác, chính là trước đó cùng Tiêu Phàm đã từng quen biết lão giả lưng còng. Tiêu Phàm biết rõ lão giả lưng còng bất phàm, sao có thể cũng không nghĩ đến, lão gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, hắn rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, có thể nếu luận mỗi về tốc độ, hoàn toàn không kém gì bán bộ thánh tôn cảnh. Chẳng lẽ ngươi không biết kính giả yêu trẻ sao? Lão giả lưng còng híp hai mắt. Ta chỉ biết rõ cậy già lên mặt, Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại. Ha ha, lão giả lưng còng nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Nói, trò giỏi hơn thầy, tiểu tử, ngươi rất tốt. Nhận được khích lệ, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, cái kia lão giả lưng còng cũng đã không thấy bóng dáng, lần nữa xông vào trong hỗn chiến. Tiêu Phàm rốt cuộc biết, bản thân trước đó vì sao từ lão giả lưng còng trong mắt thấy được tham lam tinh quang, nguyên lai lão gia hỏa này là nghĩ đến của cải người chết. Đoán chừng không chỉ bị chém giết dị ma còn không tới kịp bị người thu lấy mệnh ma thạch đều sẽ rơi vào hắn trong túi, ngay cả chết đi thiên hoang thần các tu sĩ càn khôn giới, đều sẽ có không ít rơi vào trong tay hắn. Lão gia hỏa này, không phải là cái gì hạng người lương thiện a? Tiêu Phàm âm thầm ngâm khẽ một tiếng. Một cái phát của cái người chết người, Tiêu Phàm cũng không muốn làm nhiều kết giao, cũng không phải Tiêu Phàm xem thường hắn, mà là hắn không thích cùng dạng người này đánh kêu lên. Liền người chết đều không buông tha người, còn nghĩ hắn buông tha người sống sao? Tiểu tử, những cái này dị ma nhiều lắm, căn bản giết không hết a. Cửu U Ma Toan giống giận, dù cho lấy hắn thực lực, đều có chút không chịu đựng nổi. Dạng này chiến đấu tiếp, coi như không có bị giết chết, cũng sẽ mệt chết. Thật sự là dị ma nhiều lắm, chính là đứng ở cái kia để bọn hắn giết, cũng rất khó giết đến xong. Một khi tinh lực hao hết, cho dù là cửu U Ma Toan cùng thần phong dạng này bán bộ thánh tôn cảnh, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Tiêu Phàm cũng biết thế cuộc trước mắt, nhưng hắn cũng biết, bản thân một khi thoát đi nơi đây, không nói tự xem không bắt nguồn từ mình, địa các cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mỗi cái tham chiến người, địa các đều ghi lại trong danh sách, trốn là trốn không thoát đâu. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có giết, xâm nhập, trầm ngâm nửa ngày. Tiêu Phàm rốt cục phun ra hai chữ. Hắn quan sát một hồi, kỳ lạ phát hiện, càng là khoảng cách thần ma thành gần, dị ma thì càng nhiều, trái lại, khoảng cách thần ma thành càng xa, dị ma lại càng ít. Xâm nhập thần ma táng thổ, rời xa thần ma thành, chẳng những có thể giảm bớt áp lực, còn có thể không làm đào binh, cớ sao mà không làm đây. Tiêu Phàm xem như nhìn rõ ràng, địa các chiêu mộ bọn họ 2.000 người này đến, cơ bản cũng là chịu chết. Mặc dù đây chỉ là nhất tinh ma thành, có thể dị ma số lượng lại vượt ra khỏi tưởng tượng nhiều, bằng vào bọn họ 2.000 này thánh đế cảnh hậu kỳ trở xuống tu sĩ, muốn chống đối nổi điên dị ma, làm sao có thể? Nằm mơ sao? Rất nhanh, Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề, lần này tiến vào thần ma táng thổ thái cổ thần giới tu sĩ, có vẻ như có 20 vạn a, cho dù chết một nửa, vậy cũng có 10 vạn người a. Vậy còn dư lại 10 vạn người đây, bọn họ đi đâu? Nhất tinh ma quật không có khả năng có nhiều như vậy dị ma, dù cho nhị tinh dị ma, cũng chỉ đến như thế a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết, ta nghe nói, ám dạ ma tôn phát cuồng, triệu tập thần ma táng thổ tất cả dị ma tiến đánh thần ma thành, mặt khác, còn có hai cái nhị tinh ma quật trợ giúp. Hai cái nhị tinh ma quật, tê đây là để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Yên tâm đi, Khương Thiếu Hư mang theo trên vạn người chủ động xuất kích. Đi chặn giết nhị tinh ma quật thánh tôn cảnh dị ma, chờ bọn hắn giải quyết những cái kia ma tôn, chúng ta ung dung không sai, ta thiên hoang tu sĩ đang ở hướng thần ma thành đuổi, khẳng định có thể chịu đựng. Tiêu Phàm nghe được phía trước mấy người tu sĩ tiếng nghị luận, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thần ma táng thổ là không có nhiều như vậy dị ma, nguyên lai còn có hai cái nhị tinh dị ma trợ giúp, lần này sợ là phiền toái. Đừng nói bọn họ 2.000 người này không có khả năng ngăn trở, chính là đến 2 vạn, cũng không đủ đối phương giết a. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng, chính là thần ma táng thổ thiên hoang tu sĩ, có thể nhanh chóng chạy tới thần ma thành, chống đối dị ma xâm lấn. Bằng không, thần ma thành chẳng mấy chốc sẽ công phá.
tiểu tử, theo ta thấy, chúng ta hay là trước đi thôi, nhiều như vậy dị ma, giết không bao giờ hết. Cửu U Ma Toan gầm nhẹ nói. Tiêu Phàm cau mày, bọn họ 2000 người này dĩ nhiên không thể giữ vững thần ma thành, chỉ khi nào bọn họ rời đi, thần ma thành tất diệt không thể nghi ngờ. Một khi thần ma thành diệt vong, cái kia thí thần bọn họ khả năng liền đến không được thiên hoang a. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra mấy chữ, giết trở về. Giết trở về, Cửu U Ma Toan sửng sốt một chút, hắn và thần phong thật vất vả giết tới nơi này, hiện tại lại muốn giết trở về. Cửu U Ma Toan tự nhiên là không nghĩ, hắn cũng không phải sợ chết, nói câu cuồng vọng điểm lời nói, những cái này dị ma muốn giết hắn, còn chưa đủ tư cách. Nhưng hắn cũng không muốn bị nhiều như vậy dị ma vây giết, bị thương quá trình vẫn là rất thống khổ. Giết trở về, Tiêu Phàm lần thứ hai nói khẳng định một câu, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn vốn cho là những người khác đã chạy thoát, bọn họ 2000 người này chiêu mộ tới nơi này, chỉ là làm không sợ hy sinh. Nhưng hiện tại hắn phát hiện cũng không phải là chuyện như thế, những người kia cũng không phải là trốn, mà là đi chặn giết nhị tinh ma quật dị ma, mặt khác một số người vẫn còn không có trở lại thần ma thành. Hắn Tiêu Phàm cũng không muốn làm một cái đảo binh, muốn là một cái nho nhỏ nhất tinh ma quật, đều bị hắn Tiêu Phàm tham sống sợ chết, vậy hắn về sau cũng không tất yếu ở thiên hoang ở lại. Tiêu Phàm biết rõ, nếu là bọn họ lui lại, thần ma thành triệt để biến thành dị ma địa bàn, thiên hoang tu sĩ có thể liền trở thành bèo trôi không dễ. Bất kể như thế nào, thần ma thành không thể ném. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm thỉnh thoảng vung ra, nguyên một đám dị ma chết ở trong tay của hắn. Người bình thường cùng giai rất khó giết chết dị ma, bởi vì không cách nào đánh tan hoàn toàn trên người đối phương khí số, nhưng Tiêu Phàm có thể, hắn giết chết dị ma, khí số tất cả đều biết bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Đây cũng là Tiêu Phàm không muốn chạy trốn đi một trong những nguyên nhân. Bạch sắc thạch đầu cần đại lượng khí số đến trưởng thành, lúc này nhưng là một cái cơ hội rất tốt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đương nhiên, Tiêu Phàm quyết định lưu lại, còn một nguyên nhân khác. Đó là hắn thấy được một đạo hắc ảnh, đang ở dị ma bên trong xuyên toa, bộ dáng kia rất hèn mọn, nhưng lại căn bản không có trốn chạy ý tứ. Bóng đen kia không phải người khác, chính là cái kia lão giả lưng còng răng vàng khè. Cửu U Ma Toan cho rằng lão giả lưng còng tham sống sợ chết, nhưng giờ phút này, lão giả lưng còng hành động chứng minh Tiêu Phàm phỏng đoán, hắn căn bản không sợ chết. Mặc dù hắn phát của cải người chết, nhưng hắn nhưng cũng đang chém giết dị ma, chưa từng có nửa bước thoát đi ý tứ. Liền lão giả lưng còng đều không nghĩ tới trốn, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể trốn đây? À, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa chuẩn bị đi rồi sao? Tiêu Phàm vừa mới đánh trở lại, lại đụng phải lão giả lưng còng, lão giả lưng còng trêu ghẹo nói. Lão già, ngươi biết cái gì, chúng ta là chuẩn bị giết hắn cái bảy vào bảy ra, nào giống ngươi, liền người chết đồ vật đều không buông tha. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Cửu U Ma Toan liền vẻ mặt không phục nổi giận nói. Đi, hắn Cửu U Ma Toan đúng là muốn đi, cũng không thể liền nói ra như vậy a. Nếu là mặt khác người biết việc này, hắn há không phải là trở thành đào binh. Đường đường Cửu U Ma Toan, lại có thể trở thành đào binh đây. Dạng này a, lão giả lưng còng nhe răng cười một tiếng, ngụm kia răng vàng khè nhìn qua càng thêm khó coi, dừng một chút hắn lại nói, vậy ta nhìn các ngươi giết cái bảy vào bảy ra. Hừ, Cửu U Ma Toan lạnh rên một tiếng, đối phương đây là đem hắn một quân a. Nhưng hắn không phải người ngu, thật chẳng lẽ đi giết cái bảy vào bảy ra sao? Loại hành vi này, có thể cùng tự tìm cái chết không hai? Hắn Cửu U Ma Toan là mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, nơi này ngẫu nhiên có một ít thánh đế cảnh đỉnh phong dị ma, còn có thể uy hiếp được hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, Cửu U Ma Toan cái này sống vô số tuế nguyệt, xem ra hoàn toàn là càng sống càng hồ đồ, đánh không lại người thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không lại người. Ma Toan! Lão nhân gia muốn nhìn ngươi giết cái bảy vào bảy ra, ngươi liền mang theo lão nhân gia nha, nhìn như vậy càng thêm cẩn thận một chút. Lúc này, Tiêu Phàm thờ ơ cắm đầy miệng. Cửu U Ma Toan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói ý nghĩ này không sai, của cải người chết, ta mang ngươi bay. Lời còn chưa dứt,
Cửu U Ma Toan lách mình xuất hiện ở lão giả lưng còng trước người, một trường vỗ ở còng xuống sau lưng của ông lão, đem lão giả lưng còng đẩy vào dị ma quần bên trong. Tiểu tử, các ngươi dám giết hại đồng bào. Lão giả lưng còng gầm thét không thôi, ngay sau đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão gia hỏa này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng thực lực cũng không coi là cường đại cỡ nào, bị Cửu U Ma Toan đẩy một cái như vậy, thân thể mất đi cân bằng, chỗ nào chống đỡ được dị ma đánh giết. Cũng may Cửu U Ma Toan kịp thời vọt tới, bằng không, lão gia hỏa này khả năng thật chết ở dị ma trong tay cũng khó nói. Tiêu Phàm cùng Thần Phong hai người tiếp tục tới gần thần ma thành, không tiếp tục để ý Cửu U Ma Toan cùng lão giả lưng còng. Thật lâu, bọn họ liền đến dưới tường thành, phàm là tới gần tường thành trăm trượng dị ma, tất cả đều chết trong tay bọn hắn. Ở dưới chân bọn hắn, đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ, đó là dị ma thi thể chồng chất mà thành. Tiêu Phàm kinh ngạc cảm nhận được, trong cơ thể mình có một loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ thẩm thấu mà ra, lan tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Khí số, Tiêu Phàm cảm thụ chốc lát, đối cỗ lực lượng kia có đại khái suy đoán. Bạch sắc thạch đầu có thể thôn vệ hắn chém giết dị ma trên người khí số, sau đó bạch sắc thạch đầu đem dư thừa khí số, dung luyện thành vô chủ khí số, dung nhập hắn thân thể. Đây coi như là một loại kỳ diệu phản hồi. Theo loại này khí số nhập thể, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân của mình càng thêm cường tráng cùng cường đại. Nếu như bạch sắc thạch đầu một mực có năng lực như vậy, cứ theo đà này, hắn rất nhanh liền có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm vui vẻ nói như vậy, này ma quật, ngược lại là phúc của ta. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm dưới chân truyền đến, lại là một vệt sáng từ đằng xa bay ngược mà đến, trọng trọng đập dưới chân hắn. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo máu me đầm đìa thân ảnh, vẻ mặt thê thảm nằm ở phế tích. Tiểu tử, các ngươi không hiểu được kính dạ yêu trẻ. Ta muốn ra hình tra tấn các cáo các ngươi. Một đạo khàn khàn mà thanh âm thê lương từ phế tích vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm mới nhận ra cái kia máu me thân ảnh, chính là lão giả lưng còng. Hô, Cửu U Ma Toan thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem nằm trong phế tích, cơ hồ chỉ có xuất khí không có vào khí lão giả lưng còng, nói, bảy vào bảy ra cảm thụ có dễ chịu hay không. Lão giả lưng còng nét mặt đầy vẻ giận dữ, lại là cũng không dám lại nói dọa. Đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn cũng biết, Cửu U Ma Toan gia hỏa này là kẻ hung hãn, thanh niên mặc áo đen kia càng thêm đáng giận, những người này đều không dễ chọc. Nếu không, ta lại dẫn người đi chơi đùa. Cửu U Ma Toan nhìn thấy lão giả lưng còng không nói, lại bổ sung một câu. Lão giả lưng còng mắt trợn trắng, miệng phun bọt biển, kém chút hôn mê. Ta cũng có thể phát một lần của cải người chết. Tiêu Phàm nhìn thấy lão giả lưng còng lộ ra bộ dáng này, lập tức cười híp mắt đi tới. Hô, lời còn chưa dứt, lão giả lưng còng bỗng một cái bật dậy, ngay sau đó hóa thành một đạo chớp lóe tại chỗ biến mất, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tốc độ kia nhanh chóng, để Cửu U Ma Toan đều trợn mắt hốc mồm. Trầm ngâm chốc lát, Cửu U Ma Toan lúc này mới thấp giọng mắng, lão giả này, không đơn giản. Lão giả lưng còng đào tẩu, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có tiếp tục khó xử. Coi như bọn họ muốn làm khó đối phương, cũng chưa chắc làm được, thật sự là cái kia lão giả lưng còng tốc độ quá nhanh. Như Tiêu Phàm nói tới, lão gia hỏa này là thâm tàng bất lộ. Lão già, lần sau đừng để bản tôn gặp lại ngươi. Cửu U Ma Toan chửi nhỏ một tiếng, hắn còn không có chơi chán, có thể lão giả lưng còng đã chạy trốn. Cái này khiến hắn trong lòng có chút nho nhỏ khó chịu. Tiêu Phàm nhìn qua lão giả lưng còng chạy trốn phương hướng, híp híp hai mắt, trong lòng đưa cho chính mình cảnh tỉnh, thiên hoang không thể so thái cổ thần giới, nhiều hơn rất nhiều năng nhân dị sĩ, bản thân còn phải nhiều hơn cẩn thận mới được. Nếu là bị người khác chơi đều rồi, vậy coi như hối hận không kịp. Tiêu Phàm rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa rơi ở phía trước dị ma trên người. Dưới chân bọn hắn khắp nơi đều là dị ma thi thể, chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Nhưng dị ma công kích lại không giảm bao nhiêu, thật sự là dị ma số lượng nhiều lắm, nhiều đến Tiêu Phàm đều có chút tê cả da đầu. Mặc dù ngẫu nhiên có ít người từ thần ma táng thổ chỗ sâu chạy đến, có thể so với dị ma số lượng,
hoàn toàn có thể không đáng kể. Dù sao, hiện tại không chỉ là thần ma táng thổ dị ma bạo động, còn có hai cái nhị tinh ma quật trợ giúp, tùy ý một cái nhị tinh ma quật, lực lượng cũng là thần ma táng thổ mấy lần. Tiểu tử, lấy chúng ta những người này thực lực, là ngăn không được nhiều người như vậy, theo ta thấy, vẫn là rút lui a. Chiến đấu nửa ngày, cửu U Ma Toan rốt cục có chút không chịu nổi. Đồng thời, nói ra lời này thời khắc, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Thần Phong. Tiêu Phàm minh bạch hắn ý tứ, bọn họ những người này không thể có thể thủ vững thần ma thành, nhưng Thần Phong nếu như triệu hồi ra đệ lục thần vệ doanh, cái kia thì chưa chắc. Đệ lục thần vệ doanh nếu như xuất thủ, đừng nói một đám thánh đế cảnh dị ma, chính là không ít hạ phẩm thánh tôn cảnh dị ma, vậy cũng chưa chắc có thể đánh hạ thần ma thành. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không chút do dự lắc đầu, cũng không phải hắn không nguyện ý lợi dụng đệ lục thần vệ doanh, mà là hắn cảm thấy không cần thiết. Một cái nhất tinh ma quật mà thôi, lấy thiên hoang thực lực, nếu là thật muốn đem bọn họ trấn áp, cái kia căn bản liền là chuyện dễ dàng. Bằng không mà nói, thiên hoang cùng thái cổ thần giới sớm đã bị dị ma công phá, há lại sẽ tồn sống đến bây giờ. Đệ lục thần vệ doanh rất mạnh sao? Xác thực rất mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng không khả năng mạnh hơn thiên hoang thần các, lại càng không cần phải nói thiên hoang lực lượng. Hắn thụ thiên hoang thần các địa các chiêu mộ, tới đây ứng phó dị ma, đó là hắn chức trách. Nhưng hắn không có nghĩa vụ để đệ lục thần vệ doanh đi chịu chết. Bởi vì hắn cũng không tin đệ lục thần vệ doanh có thể trấn áp nhất tinh ma quật. Giữ vững thần ma thành, lui người, xử theo quân pháp. Đang lúc Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, nơi xa truyền đến hầu hoàng hét giận dữ thanh âm. Thân ảnh của hắn rất gầy yếu, nhưng lại giống như một tôn cái thế ma tôn, toàn thân nhuốm máu, trên mặt lộ ra hung ác cùng quyết đoán. Hắn thánh tôn cảnh khí thế nhìn một cái không sót gì. Bốn phía chuẩn bị lui vào thần ma thành tu sĩ bị dọa cho phát sợ, vội vàng ngừng thân hình, không ít người trên mặt lộ ra khiếp đảm. Hầu hoàng sư huynh, dị ma số lượng gấp 10 lần so với chúng ta ngăn không được. Có người lấy dũng khí mở miệng, những người khác cũng âm thầm gật đầu. Thủ thành người thực sự quá ít, so với dị ma số lượng không có ý nghĩa, dị ma điên cuồng như vậy công kích, lại làm sao có thể thủ vững thần ma thành đây? Chủ yếu nhất là có chút dị ma bị giết về sau, còn có thể tổ hợp trùng sinh, số lượng giảm bớt có hạn. Dạng này chiến đấu tiếp, hao tổn đều sẽ bị dị ma mài chết. Ngăn không được cũng phải ngăn, ta thần các người, chưa từng lui ra phía sau một bước. Hầu hoàng thái độ rất kiên quyết, một kiếm chém ra, mấy chục thánh đế cảnh dị ma hóa thành bột mịn. Nhưng mà, chỉ một lát sau, những cái kia bột mịn nhúc nhích, lại ngưng tụ ra tầm 10 đầu dị ma. Sức chiến đấu không giảm trái lại còn tăng. Đây cũng là dị ma địa phương đáng sợ nhất, bọn họ khí số sớm đã nhập thể, chỉ cần khí số bất diệt, căn bản liền giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Đám người sắc mặt khó coi dị thường, tiếp tục chiến đấu, không khác chịu chết không hai. Nhưng bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám làm đào binh, một khi trở thành đào binh, không nói hầu hoàng sẽ không bỏ qua bọn họ, coi như thiên hoang thần các cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Không biết là cái kia đáng chết vương bát đản, nếu như không phải bọn họ tiêu diệt bốn tòa ma thành, dị ma lại làm sao có thể bạo động đây? Nếu để cho ta biết ai là kẻ cầm đầu, lão tử không phải làm thịt hắn không thể. Lão tử làm quỷ cũng sẽ không buông qua hắn, nhất định diệt cả nhà của hắn. Đám người không dám phản kháng hầu hoàng mệnh lệnh, chỉ có thể giận mắng lần này dị ma bạo động kẻ cầm đầu. Tiểu tử, bọn họ đang mắng ngươi. Cửu U Ma Toan truyền âm nói nhỏ. Im miệng, Tiêu Phàm hung hăng trợn mắt nhìn cửu U Ma Toan một cái, ngươi nha là chán sống rồi sao? Nơi này đều là thánh đế cảnh, nhĩ lực cực kỳ bất phàm, nếu để cho người khác biết rõ hắn là kẻ cầm đầu, vậy liền gây nên nhóm phẫn. Tiêu Phàm cũng không có cuồng vọng đến cùng mấy ngàn địa các tu sĩ là địch. Giết, có người gầm thét lên tiếng, chiến đấu hăng hái dị ma, có thể theo thời gian trôi qua, thiên hoàng nhất phương tu sĩ càng ngày càng ít. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Dù cho Tiêu Phàm, bọn họ cũng tốt mấy lần bị dị ma công kích, trên người xuất hiện không ít vết máu. Trong đó một cái nơi hẻo lánh, một thanh niên tu sĩ bị dị ma chém rụng cánh tay, bộ dáng dị thường thê thảm, hắn trên mặt lộ ra thống khổ, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Ở hắn phía trước, mấy cái dị ma hung ác ép tới,
thanh niên tu sĩ không ngừng lùi lại, thống khổ chậm rãi chuyển biến thành vẻ sợ hãi. Đừng có giết ta, không muốn. Thanh niên tu sĩ run rẩy mở miệng. Nhưng dị ma lại không có bất kỳ cái gì tình cảm, vẫn như cũ đang từng bước tới gần, khí thế mạnh mẽ bao phủ ở trên người hắn, dọa đến hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng khó nhìn hết sức, nhưng là không có một cái nào xông đi lên trợ giúp thanh niên tu sĩ, phần lớn người trên mặt đều tràn đầy lạnh lùng. Thanh niên tu sĩ sợ chết, nhưng bọn hắn lại như thế nào không sợ chết đây? Qua thời gian dài chiến đấu, bọn họ tinh khí thần tiêu hao nghiêm trọng, xông đi lên chưa chắc có thể cứu được thanh niên tu sĩ, ngược lại khả năng bám vào bản thân tính mệnh. Người đời ai không sợ chết? Thánh đế cảnh cũng không ngoại lệ, có đôi khi, sống càng lâu người càng sợ chết. Đây chính là chiến tranh. Tiêu Phàm nhìn qua xa xa một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ngược lại là muốn xông qua cứu thanh niên tu sĩ một lần, nhưng hắn cách xa nhau cái kia thanh niên tu sĩ có chút xa, căn bản không có khả năng tới kịp chạy tới, nửa đường còn chặn lấy không ít dị ma đây. Mắt thấy thanh niên tu sĩ sắp bị dị ma vây giết thời khắc, thanh niên tu sĩ đột nhiên bạo khởi. Quay người hóa thành một vệt sáng hướng về thần ma thành phương hướng bỏ chạy đi. Đối mặt 7-8 cái thánh đế cảnh dị ma, thanh niên tu sĩ cuối cùng lựa chọn trốn. Tất cả hoảng hốt, đột nhiên hóa thành sống tiếp động lực, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bốn phía không ít tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao chuẩn bị đi theo thanh niên tu sĩ lui lại, bọn họ nhiều người như vậy đào tẩu, chẳng lẽ hầu hoàng còn muốn chỉ trích tất cả mọi người hay sao? Hồng hộc, nhưng mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, những cái kia chuẩn bị rút lui tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Theo một tiếng hét thảm, cái kia thanh niên tu sĩ bỗng đã ngừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trợn to hai mắt hướng về một cái phương hướng, thật lâu không động đậy. Hai hơi về sau, thanh niên tu sĩ thân thể đột nhiên phốc suy một tiếng, một phân thành hai. Huyết phũ vẩy ra hư không. Hóa thành mảng lớn huyết phụ bay ra tứ phương, hư không đều bị nhuộm thành đỏ tươi. Sau một khắc, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi ở cách đó không xa một bóng người phía trên, lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên cầm trong tay lợi kiếm, lạnh lùng hướng về bốn phía. Hiển nhiên, vừa rồi chính là hắn ra tay. Hắn không phải người khác, chính là phần lớn người kính sợ hầu hoàng. Ai cũng không ngờ tới, thanh niên tu sĩ không có chết ở dị ma trong tay. Cuối cùng lại chết ở người một nhà dưới kiếm. Giờ khắc này, toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Phần lớn người không thể tin được một màn này, bọn họ không nghĩ tới hầu hoàng vậy mà lại ra tay với bọn họ. Vậy nhưng là người một nhà a, người lại sợ hãi phía dưới, sinh ra chạy trốn suy nghĩ, cái này có lỗi sao? Có lẽ thanh niên tu sĩ có lỗi, bởi vì hắn vi phạm với hầu hoàng mệnh lệnh, chính là vi phạm với quân lệnh. Kẻ trái lệnh có thể theo như xử theo quân pháp. Nhưng thanh niên tu sĩ khả năng tội không đáng chết a, coi như hắn đáng chết, cái kia cũng không nên từ hầu hoàng xuất thủ, tự nhiên có địa các xử trí, hắn hầu hoàng, có tư cách gì chém giết đối phương. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía hầu hoàng ánh mắt biến, trở nên không có phía trước tôn kính, ngược lại có loại chán ghét. Ngay cả người mình đều giết, bọn họ lại làm sao có thể sùng bái đối phương đây? Nếu như vừa rồi chạy trốn chính là bọn hắn bản thân, đây chẳng phải là chết cũng là bọn hắn. Tiêu Phàm thần sắc cũng có chút khó coi, một bên Cửu U Ma Toan cũng nhìn không được nổi giận mắng, nha, tiểu tử này ra tay thật ác độc a. Hầu hoàng ra tay xác thực hung ác, bởi vì hắn nghĩ trấn trụ những người khác. Có dám chạy trốn người, kết quả giống như vừa rồi cái kia thanh niên tu sĩ. Bất quá thời khắc này Tiêu Phàm thầm nghĩ cũng không phải là cái kia thanh niên tu sĩ đáng chết hay không vấn đề, thanh niên tu sĩ lâm trận đào thoát, có lỗi sao? Vậy khẳng định là có lỗi. Hầu hoàng xem như bọn họ lãnh đạo trực tiếp người, hắn hạ lệnh không cho rút lui người xử theo quân pháp, hầu hoàng nhưng thật ra là có tư cách này xử trí. Nhưng là, Tiêu Phàm lại không cho rằng hầu hoàng mệnh lệnh này là chính xác. Bọn hắn người rất ít, không đến dị ma 1/10. Bằng vào một cái mệnh lệnh, thủ vững thần ma thành sao? Hiển nhiên là không thể nào. Muốn giữ vững thần ma thành, tuyệt đối không phải một cái mệnh lệnh có thể làm đến, mà muốn trên dưới một lòng. Mấy ngàn người lực lượng, nếu như phân tán ra, mãi mãi cũng chỉ là mấy ngàn người lực lượng,
nhưng nếu là hợp lực, lực lượng có lẽ có thể mấy lần, thậm chí gấp 10 lần tăng lên. Liền tựa như đệ lục thần vệ doanh, bọn họ cũng chỉ là thánh đế cảnh thực lực, nhưng cho dù là bình thường hạ phẩm thánh tôn, cũng có thể tùy tiện giết. Có lẽ, Hầu Hoàng muốn chỉ là giữ vững thần ma thành, cũng không để bụng chúng ta những người này tính mệnh a. Tiêu Phàm nhẹ giọng thở dài. Hắn không biết dạng này địa các có đáng giá hay không bản thân toàn lực ứng phó hiệu mệnh, nhưng hắn đã biết một sự kiện, dù cho cùng là thiên hoang người, cũng chưa chắc đáng tin. Lúc này Hầu Hoàng, khuôn mặt băng lãnh, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, vẫn như cũ lãnh đạm quan sát đám người. Đào giả, kết quả chính là như vậy. Hầu Hoàng lạnh như băng mở miệng. Nói xong lời này, hắn lần nữa sát nhập vào dị ma quần bên trong, lấy hắn thực lực, hoàn toàn giống như thái thịt chặt dưa, có thể những người khác lại không có thoải mái như vậy. Có vết xe trước, những người khác nơi nào còn dám chạy trốn. Chết ở dị ma trong tay còn có thể có chút ý nghĩ, nhưng nếu là chết ở Hầu Hoàng trong tay, vậy liền quá oan. Bọn họ không muốn chết, nhưng càng không muốn chết ở Hầu Hoàng trong tay. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Hầu Hoàng loại này thủ đoạn, hiệu quả quả thật không tệ, để còn dư lại tu sĩ không có trốn chạy tâm tư. Nhưng là, hắn lại phát hiện, tất cả mọi người ngược lại đều không có trước đó liều mạng như thế. Bọn họ đều muốn bảo lưu lấy thực lực, bởi vậy chỉ là kéo dài thời gian, cũng không có giết địch tâm tư. Về phần bị dị ma đánh bay, vậy thì không phải là bọn họ có thể nắm trong tay. Chỉ cần không phải chính bọn hắn chạy trốn là đủ rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà xuống tới, tử vong tu sĩ mặc dù có giảm bớt, nhưng chém giết dị ma, số lượng lại là bạo ngã, hơn nữa khoảng cách thần ma thành càng ngày càng gần. Cứ tiếp như thế, những người này sớm muộn sẽ bị oanh về thần ma thành. Hầu Hoàng làm sao đoán không được đám người tâm tư đây, hắn khuôn mặt băng lãnh, lại là thúc thủ vô sách. Hắn có thể ngăn cản những người khác lui lại, cũng không thể ngăn cản những người khác bị oanh bay. Nếu là hắn có cái này năng lực, lại có thể để dị ma đánh vào thần ma thành, một mình hắn cũng đủ để diệt đi ở đây dị ma. Mắt thấy khoảng cách thần ma thành càng ngày càng gần, Hầu Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhiệm vụ của hắn là giữ vững thần ma thành, cứ theo đà này, dị ma không cần một nén nhang, liền sẽ đánh vào thần ma thành. Lòng người khó dò a. Tiêu Phàm đi theo đám người không ngừng lùi lại, trong lòng không khỏi thở dài. Thượng cổ đại kiếp về sau, mấy chục hơn trăm vạn năm trôi qua, lúc trước đám người ứng phó dị ma có lẽ còn 10 điểm tích cực, có thể qua nhiều năm như thế, toàn bộ đều tê dại. Nghĩ đến bác lão cùng Tu La Tổ Ma đã từng đã nói với hắn lời nói, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, Tiêu Phàm biết rõ, mới kiếp nạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Thái cổ thần giới cùng thiên hoang tu sĩ, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở đây kiếp. Nếu như thiên hoang thần các, người người đều ôm tâm tư như vậy, đừng nói hủy diệt dị ma, không bị dị ma diệt đi liền có thể không tệ. Hỗn trướng, đều cho ta đứng vững. Làm không ít người bị oanh vào thần ma thành về sau, Hầu Hoàng lại cũng không chịu nổi phẫn nộ trong lòng, giận dữ hét, ai nếu ở thần ma thành ngốc thời gian vượt qua 10 hơi, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Hầu Hoàng toàn thân chán phóng kinh khủng sát khí, làm xong tùy thời đối trong thành người xuất thủ chuẩn bị. Hầu Hoàng, chúng ta toàn lực ngăn địch, không nói vô công, nhưng ít ra không sai, người dựa vào cái gì giết chúng ta. Sốt cục, có người nhìn không được truyền âm gầm thét, thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên. Dựa vào cái gì, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, đừng tưởng rằng bản tôn không biết, hạng người ham sống sợ chết, căn bản là không có tư cách lưu tại thiên hoang thần các. Hầu Hoàng xách ngược lấy lợi kiếm, sát khí nặng nề nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chặp bên trong thần ma thành, tựa như ở đếm ngược, chỉ cần vừa rồi mấy cái kia bị oanh vào thần ma thành người không có đi ra khỏi đến, hắn liền sẽ tiếp tục xuất thủ. Chúng ta có không có tư cách, không phải ngươi nói tính, bình thường chúng ta tôn ngươi là sư huynh, có thể ngươi bây giờ, nhưng chỉ là một cái giết hại đồng bạn đao phủ. Lại có người bí mật truyền âm. Bọn họ không dám chính diện giận dữ mắng mỏ Hầu Hoàng, chỉ có thể len lén truyền âm giận dữ mắng mỏ. Hầu Hoàng nghe nói như thế, không những không giận mà còn cười, nói, cũng tốt, hôm nay bản tôn liền làm một lần đao phủ. Nói xong, Hầu Hoàng cũng sẽ không giết địch, ngược lại hướng về thần ma thành đi đến. Đám người làm sao không minh bạch hắn ý tứ,
hầu hoàng đây là chuẩn bị đổ sát những cái kia bị oanh bay địa các tu sĩ. Thần ma thành bên trong tu sĩ thấy thế, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, đem hết toàn lực đi ra thần ma thành, nhưng cũng không ít thân thể người không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem hầu hoàng. Nhưng mà, hầu hoàng lại là sát khí bốc hơi, chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm, chém về phía những cái kia nằm tu sĩ. Đám người trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ai cũng không ngờ tới, hầu hoàng vậy mà như thế tàn nhẫn đối bọn hắn động thủ, bọn họ không có chết ở dị ma trong tay, cuối cùng lại chết tại người một nhà trong tay. Bọn họ hận, hận bản thân thực lực quá yếu. Nếu như bọn họ cũng là thánh tôn cảnh, há lại sợ hãi hầu hoàng. Hầu hoàng nếu dám động thủ, bọn họ khẳng định không chút do dự diệt hầu hoàng. Hầu hoàng, người giết hại đồng bào, cùng dị ma có gì khác biệt? Sốt cục, có người chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp giống lên. Chỉ thấy một bóng người ngăn cản hầu hoàng đường đi, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ai cũng không ngờ tới, lại có người dám ngăn cản hầu hoàng. Hầu hoàng thế nhưng là hạ phẩm thánh tôn A, hơn nữa hắn lão đại vẫn là Khương Thiếu Hư, dù cho ở thánh các, cũng không bao nhiêu người dám quát lớn hắn. Nhưng hiện tại, hầu hoàng bước chân, lại bị một cái thánh đế cảnh tu sĩ chặn lại, cái này khiến đám người làm sao không kinh ngạc. Tiêu Phàm nguyên bản cũng chuẩn bị xông đi lên, nhưng giờ phút này lại là sinh sinh ngừng lại thân hình. Địa các tu sĩ chạy trốn dĩ nhiên có lỗi, có thể giờ phút này cũng không phải thời điểm lập uy, giết một người, liền thiếu đi một người ứng phó dị ma. Hầu hoàng cách làm như vậy, chỉ có thể khiến người khác phản cảm. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám giết cái này mấy ngàn địa các tu sĩ hay sao? Đạt tới thực lực như vậy, cái nào không phải cao ngạo hạng người? Loại này giết gà dọa khỉ lập uy phương thức, cũng không thích hợp đối người mình dùng, mà là thích hợp đối với địch nhân sử dụng. Tiêu Phàm đã từng nhiều lần đối với địch nhân dùng qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng người mình, có địa các ước thúc, loại này thủ đoạn, sẽ chỉ làm đám người bắn ngược càng thêm lợi hại. Ngươi muốn ngăn ta, hầu hoàng thần sắc băng lãnh, hắn làm cho này lần thủ thành chủ tướng, lại có người không phục tùng mệnh của hắn. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, những người này vậy mà lại nhiều lần cùng hắn đối đầu, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hầu hoàng, ta biết ngăn không được ngươi, nhưng lần này chiến dịch kết thúc sau, ta muốn đi hình các cáo ngươi, đồ sát đồng bào, không xứng là tướng, nơi này người, đều có thể làm chứng. Ngăn trở hầu hoàng tu sĩ lấy dũng khí nói. Hắn trong mắt lấp lóe không ngừng, nhìn về phía hầu hoàng ánh mắt tràn đầy e ngại, hắn sợ hầu hoàng dưới cơn nóng giận, trực tiếp một kiếm bắt hắn cho chảm. Ta thay ngươi làm chứng, ta cũng có thể làm chứng, còn có ta, nguyên một đám tu sĩ phụ họa, sau đó đạp không mà lên, đứng ở đối diện tu sĩ một bên, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem hầu hoàng, bọn họ đã không quan tâm dị ma công thành. Vừa bắt đầu chỉ là hai ba cái, có thể đếm được tức thời gian, lại đạt hơn mấy chục cái, gần 100 cái, mà lại còn đang không ngừng tăng nhiều. Đám người không ngừng lùi lại, trực tiếp lui về thần ma thành trận pháp bên trong, mặc cho dị ma công kích trận pháp, cũng không tiếp tục để ý mảy may. Hầu hoàng sắc mặt tái xanh hết sức, hung lệ con ngươi lạnh lùng đảo qua mỗi một người tại chỗ, tựa như muốn đem mỗi khuôn mặt của một người đều nhớ kỹ một dạng. Hắn không có nửa điểm nhận thức đến bản thân sai lầm ý tứ, ngược lại đằng đằng sát khí. Chỉ chốc lát sau, hầu hoàng cơ hồ từng chữ nói ra gào thét đi ra, các ngươi lâm trận đào thoát, trái với quân lệnh, đáng chém. Nói xong, hầu hoàng chuẩn bị bước vào thần ma thành, đem những cái này dám can đảm vi phạm hắn ra lệnh người, toàn bộ chu sát hầu như không còn. Lăn ra ngoài, hầu hoàng, người không xứng là tướng. Hầu hoàng! Người giết hại đồng bào, đáng chém. Không đợi hầu hoàng xuất thủ, từng tiếng quát như sấm thần ma thành bên trong truyền đến. Cuối cùng, tất cả mọi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh âm. Hầu hoàng, đáng chém. Vang vang hữu lực bốn chữ, từ hàng trăm hàng ngàn người trong miệng truyền ra, hơn nữa từng cái cũng là thánh đế cảnh. Bậc này uy năng, không nói tuyệt thế, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Chí ít. Lấy hầu hoàng hạ phẩm thánh tôn cảnh thực lực, là không thể nào chống đỡ được. Phốc suy một tiếng, hầu hoàng đáp lên ngàn người ngưng tụ khí thế đánh bay, ngực run rẩy kịch liệt, một ngụm máu tươi lại cũng chịu đựng không nổi, từ cổ họng phun tới. Chỉ một thoáng,
sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch hết sức. Ngàn người khí thế như hồng, uy áp đồng thời bộc phát, cho dù hạ phẩm thánh tôn, cũng ngăn không được. Thực sự là một loại châm chọc a, Tiêu Phàm thấp giọng khẽ nói. Mấy ngàn người, đối kháng dị ma thời điểm, nhưng không có như vậy đồng tâm hiệp lực, mà bây giờ, bọn họ vì phản kháng hầu hoàng, vậy mà trên dưới một lòng. Nếu như vậy như hồng khí thế, dùng để đối phó dị ma, đừng nói lấy một địch 10, chính là lấy một địch 100, cũng chưa chắc không có khả năng. Đáng tiếc, những người này là vĩnh viễn không có khả năng đồng tâm hiệp lực đối kháng dị ma. Tiểu tử, trong bọn họ nội chiến, đây cũng không phải là điểm tốt. Cửu U Ma toàn mặt âm trầm, ra sức chém giết mấy đầu dị ma, phòng bị nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm làm sao không biết đây, thần ma thành trận pháp, nếu như có thể ngăn được nhiều như vậy dị ma, vậy cũng không cần để bọn hắn những người này đi tìm cái chết. Hiện tại, phần lớn người đều lui vào thần ma thành, dị ma không bao lâu liền sẽ giết đi lên, thần ma thành khoảng cách diệt vong, đã bắt đầu đếm ngược. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ nhao nhao lui về thần ma thành, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Phàm hữu tâm chém giết dị ma, ngăn cản dị ma đánh vào, có thể bằng ba người bọn họ sao? Đừng nói giỡn, đừng nói ba người bọn họ, chính là đem đệ lục thần vệ doanh người đều kêu đi ra, hiện tại cũng không khả năng ngăn cản được. Nếu không chúng ta về trước đi, nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Cửu U Ma Toan thử hỏi nói, ngươi sẽ không còn ngốc đến muốn tiêu diệt những cái này dị ma à? Tiêu Phàm tự nhiên không có ngốc như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa đã nhao nhao trốn vào thần ma thành bên trong đám người một cái, than nhẹ một tiếng, thần ma thành trở về cũng là chờ chết, đi trước tìm thí thần bọn họ. Ở Tiêu Phàm xem ra, nếu như không có tăng viện, cho dù khốn thủ thần ma thành, cũng cùng chờ chết không hai. Hắn hiện tại chỉ lo lắng thí thần bọn hắn an nguy, nhất thả không tâm không xuống cũng chỉ có chuyện này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về thần ma táng thổ chỗ sâu bay đi, hắn quyết định, trước tìm đến thí thần bọn họ đang nói. Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan tự nhiên là nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ là bọn hắn trong lòng hơi có chút khó chịu, sớm biết, bọn họ trước đó cũng không cần quay trở về. Bằng không mà nói, bọn họ hiện tại khẳng định đã giết ra dị ma vòng vây, đi sâu vào thần ma táng thổ. Hồng hộc, cũng coi như Tiêu Phàm bọn họ quay người giết vào thần ma táng thổ chỗ sâu thời khắc, đột nhiên một đạo hàn mang từ phía sau đánh tới, hư không đều kém chút bị cái này hàn mang cho xé mở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm trước tiên chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, tại chỗ biến mất, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Hắn ở phía xa ngừng thân hình, quay người lạnh lùng nhìn xem hàn mang đánh tới phương hướng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hầu hoàng trên người. Tiêu Phàm sắc mặt cũng bỗng trở nên băng lạnh, hầu hoàng vậy mà muốn giết hắn. Ngươi để thiên hoàng tu sĩ nội chiến, ta không quản ngươi, cũng không quản được. Nhưng ngươi muốn ở động thủ trên đầu thái tuế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà còn không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hầu hoàng liền lạnh như băng quát lớn, dám can đảm chạy trốn người, giết không tha. Chạy trốn, hắn Tiêu Phàm muốn chạy trốn. Tiêu Phàm sững sờ, kém chút bị hầu hoàng làm vui, hắn chẳng những không sinh khí, ngược lại có chút muốn cười. Tiểu tử, giết chết hắn, Cửu U Ma Toan đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã sớm không quen nhìn hầu hoàng, gia hỏa này tự cho là đúng, lại ngạo khí vô biên, chơi đùa những người kia thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám đối bọn hắn động thủ, thật là chán sống sao. Hầu hoàng là hạ phẩm thánh tôn, thực lực không tệ, nhưng hắn lại không có nửa điểm e ngại, thậm chí cũng động sát tâm. Tiêu Phàm quanh thân sát ý chớp động, có thể thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt dị ma lúc, đã ngừng lại sát tâm, trên người sát ý cũng chậm chậm thối lui. Giết hầu hoàng, hắn xác thực nghĩ, nhưng là, hầu hoàng thế nhưng là nơi này duy nhất thánh tôn cảnh, nếu như giết hắn, dị ma phải làm gì đây? Thần ma thành phải làm gì đây? Một khi bọn họ giết thần ma thành, đến lúc đó địa các khẳng định sẽ đem tất cả tội danh đều gắn ở hắn Tiêu Phàm trên người, đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Tiêu Phàm đi tới thiên hoang mặc dù thời gian không dài, nhưng đối thiên hoang tu sĩ sắc mặt, đã sớm có rõ ràng hiểu rõ, những người này thế nhưng là cái gì đều làm được. Hắn có thể không muốn trở thành thiên hoang tội nhân, hơn nữa để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, một con chó điên mà thôi, chúng ta đi.
Dứt lời, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Hầu Hoàng một cái, quay người tiếp tục thâm nhập sâu thần ma táng thổ, những nơi đi qua, phàm là ngăn cản hắn dị ma, tất cả đều bị hắn phân thây. Đám người không có phát hiện là, phàm là Tiêu Phàm giết chết dị ma, chưa từng có một tôn sống lại. Những cái kia dị ma thể nội đặc thù khí số, tất cả đều bị bạch sắc thạch đầu thôn phệ, hơn nữa liên tục không ngừng phụng dưỡng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thể nội đã tích xúc số lớn vô chủ khí số, chỉ cần đem những cái này vô chủ khí số dung luyện vào nhục thân, mở rộng nguyên tuyển cùng nguyên lực, Tiêu Phàm tin tưởng, bản thân tất nhiên có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Chó điên, Hầu Hoàng nghe được hai chữ này, hai mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, hắn giờ phút này còn kìm nén một ngụm nộ khí đây, vừa vặn không địa phương phát tiết. Hiện tại, Tiêu Phàm lại dám trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn chó điên. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Thiên hoàng tu sĩ nội chiến do hắn mà ra, hiện tại hắn đã không còn mặt mũi, nếu như liền một cái nho nhỏ thánh đế cảnh trung kỳ tu sĩ đều không làm gì được, hắn Hầu Hoàng còn thế nào ở thiên hoàng thần các lăn lộn đây? Tự tìm cái chết, Hầu Hoàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo chớp lóe xông ra thần ma thành, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Bốn phía dị ma cảm nhận được trên người hắn ngoan tuyệt khí thế. Nhao nhao nhượng bộ lui binh, những cái kia bị hắn va chạm đến dị ma, đều ra chóc thịt bong. Tiêu Phàm thấy thế, con người bỗng lạnh lẽo, không cần hắn động thủ, bên cạnh hắn thần phong đã đạp không mà lên, cầm trong tay một chi trường thương nổi giận chém mà ra. Thần phong mặc dù chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, nhưng hắn giờ phút này tán phát khí thế, lại không kém chút nào chân chính hạ phẩm thánh tôn, thậm chí càng mạnh. Bang! Lợi kiếm cùng trường thương tại hư không va chạm kịch liệt, hư không đốm lửa bắn tứ tung, hai đạo bóng người vừa chạm vào tức mở, bốn phía dị ma tất cả đều nổ tung, dòng máu màu đen vẩy ra hư không. Thần ma thành bên trong tu sĩ thấy choáng mắt, bọn họ phần lớn người đều biết Hầu Hoàng cường đại, đây chính là thiên hoàng thần các thánh các người a. Phóng nhãn thần ma táng thổ, cũng chỉ có Hầu Hoàng lão đại Khương Thiếu Hư có thể áp chế hắn. Nhưng hiện tại, Hầu Hoàng lại bị một cái thánh đế cảnh tu sĩ ngăn cản, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng lúc này lại là tận mắt nhìn thấy, không tin cũng phải tin tưởng. Dừng tay, nhìn thấy thần phong chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Hầu Hoàng nói, có nội chiến cùng tàn sát đồng bào khí lực, còn không bằng giết nhiều mấy cái dị ma, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm hất lên áo bào, tiếp tục thâm nhập sâu thần ma táng thổ. Hầu Hoàng sắc mặt giống như nhỏ máu, có thể Tiêu Phàm lời nói, lại giống như tiếng sấm đồng dạng rung động trong lòng hắn. Xa xa tu sĩ lại là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, người Hầu Hoàng nếu có khí lực giết hại đồng bào, còn không bằng nhiều chém giết mấy tôn dị ma, cần gì phải làm khó bọn họ những cái này địa các tu sĩ. Đám người biết rõ, vô luận thành bại hay không, sau khi qua chiến dịch này, Hầu Hoàng thanh danh cũng triệt để thối. Về sau ai còn dám cùng Hầu Hoàng đi quá gần? Hầu Hoàng không có tiếp tục đối Tiêu Phàm xuất thủ, bởi vì Tiêu Phàm mặc dù cách xa thần ma thành, nhưng hắn cũng không có trốn chạy ý tứ, mà là đang điên cuồng giết địch. Ở đây tu sĩ có thể đều thấy ở trong mắt, nếu như hắn còn dám động thủ, tất nhiên sẽ gặp quần phẫn. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm bóng lưng rốt cục biến mất ở đây tu sĩ ánh mắt, hắn đã đối thần ma thành triệt để thất vọng rồi. Vô luận thần ma thành kết quả cuối cùng làm sao, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không quan tâm. Hầu Hoàng trơ mắt đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn họ rời đi, nhưng lại không tiện làm khó dễ, trong lồng ngực kìm nén một hơi, làm sao cũng phát tiết không ra. Khi hắn quay người thời khắc, lại là nhìn thấy còn dư lại 2-3 ngàn người đều đã tiến nhập thần ma thành, hơn nữa cực kỳ lạnh lùng tàn khốc nhìn xem hắn. Hầu Hoàng trong lòng dùng mình một cái, hắn nghĩ trở thành thiên hoàng anh hùng. Lại không nghĩ rằng, bản thân kém chút liền trở thành thiên hoang tội nhân. Hắn thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, trong lòng nhiều ít vì bản thân phía trước ảo não mà có chút hối hận. Cái này hơn 2.000 người, vi phạm với mệnh lệnh của hắn, hiện tại tử thủ thần ma thành, chẳng lẽ hắn còn không cho sao? Không cho mà nói, liền phải giết cái này hơn 2.000 người, hắn Hầu Hoàng lại làm sao tàn nhẫn, cũng khẳng định không xuống tay được diệt đi tất cả mọi người. Đương nhiên, Hầu Hoàng cũng không khả năng có diệt đi hơn 2.000 người năng lực. Trong lúc nhất thời, Hầu Hoàng tiến thoái lưỡng nan, siêu siêu đang lúc toàn trường trầm mặc, chỉ có thể nghe được dị ma công thành thanh âm thời khắc,
chân trời từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy từng đạo bóng đen cực tốc hướng về thần ma thành kích xạ mà tới. Có người trở về, nhiều người như vậy, ha ha, chúng ta không cần phải sợ. Chí ít cũng có trên vạn người, lần này chúng ta được cứu rồi. Đám người nhìn thấy những cái kia rậm rạp chằng chịt bóng đen, kích động tột đỉnh, tất cả mọi người tâm đều tảng đá lớn đều trong nháy mắt rơi xuống. Bọn họ không phải những cái này dị ma đối thủ, nhưng nhân số nếu như lại nhiều mấy ngàn trên vạn người, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Hầu hoàng thần sắc như thường, nhưng là có thể nhìn ra hắn con ngươi chỗ sâu có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, như chút được gánh nặng một dạng. Tiểu tử, tốt nhất chết ở thần ma táng thổ, bằng không đừng để ta gặp lại ngươi. Hầu hoàng nhìn chăm chú Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong lòng sát khí nặng nề nói. Pháp không trách chúng. Hắn không có khả năng giết chết phản kháng hắn hơn 10 người, nhưng Tiêu Phàm hắn lại có thể giết chết. Chỉ cần hắn bố trí một phen, diệt đi Tiêu Phàm cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Hầu Hoàng tâm tư, cho dù hắn đã biết, có lẽ sẽ không để ở trong lòng. Viện quân đến, cửu U Ma Toan nhìn về phía chân trời rậm rạp chằng chịt bóng đen, không khỏi kinh hỉ nói. Tốt xấu cũng có 20 vạn tân nhân tiến vào thần ma táng thổ. Có một ít còn có thể kịp thời chạy về. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, những người này có thể hay không thủ vững thần ma thành, hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn hiện tại, chỉ muốn tìm tới thí thần cùng tà vũ bọn họ, trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, hỏi thăm thí thần vị trí của bọn hắn. Dứt lời, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý thần ma thành phương hướng, mà là nhìn về phía thần ma táng thổ chỗ sâu, thân hình lóe lên. Ba người trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thần ma táng thổ chỗ sâu, ám dạ ma thành. Dị ma một phương nguyên bản có 5 tòa thành trì, Tiêu Phàm mang theo thần phong cùng cửu U Ma Toan nhất cử tiêu diệt 4 tòa thành trì, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa. Đây cũng là dị ma quy mô tấn công một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, ám dạ ma thành 4 phía hiện đầy dị ma, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt khí tức ngột ngạt, bị người có chút không thở nổi. Ám dạ ma thành bên ngoài, một mảnh rậm rạp cổ lâm, ẩn giấu đi một bóng người. Đó là một cái bạch y thanh niên thỉnh thoảng ngắm nhìn về phía chân trời ám dạ ma thành, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng vẻ bực tức. Tiêu Phàm, người nói muốn bảo vệ ta đến thiên hoang, hiện tại ta bị người đuổi giết, lại không thấy đến thân ảnh của ngươi, người đây là trái với điều ước. Bạch y thanh niên thấp giọng nổi giận mắng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắn, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra, bạch y thanh niên không phải người khác, chính là muốn Tiêu Phàm bảo vệ Lạc Vô Thương. Lạc Vô Thương khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy, trên áo trắng phương cũng dính không ít vết máu, nhìn qua 10 điểm chật vật, hiển nhiên những ngày qua, hắn qua chưa hẳn làm sao dễ chịu. Cũng khó trách Lạc Vô Thương như thế khó chịu, ra ra hắn Lạc Nam Thiên giao cho Tiêu Phàm không ít nguyên tinh, kết quả là Tiêu Phàm lại không có thực hiện đối lời hứa của hắn. Dẫn đến hắn bị rất nhiều người truy sát, kém chút bỏ mình. Dòng dã 1-2 tháng truy sát, Lạc Vô Thương chính mình cũng 10 điểm bội phục mình, có thể sống đến bây giờ, cũng là một loại thực lực cường đại thể hiện. Chỉ là, Lạc Vô Thương không hiểu là, lúc trước hắn chạy trốn tới qua mặt khác Ma Thành, có thể Ma Thành lại gặp người tiêu diệt, hắn không biết là ai tiêu diệt Ma Thành. Bất quá, Lạc Vô Thương đều cực kỳ bội phục diệt đi Ma Thành người. Bây giờ dị ma bạo động, Tiêu Phàm sợ cũng sớm đã bị bất trắc, muốn sống đạt tới thiên hoang, chỉ có thể dựa vào chính ta. Lạc Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào thần ma táng thổ, cũng có thời gian không ngắn, có thể vẫn không có Tiêu Phàm tin tức, hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm còn sống. Cho dù là hắn, có thể sống đến bây giờ, thực lực là một bộ phận, càng quan trọng hơn vẫn là vận khí. Cái khác cũng chẳng có gì. Chỉ là cho Tiêu Phàm những cái kia nguyên tinh, lại là lãng phí. Siêu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh ở cách đó không xa trong cổ lâm hiện lên, Lạc Vô Thương bỗng mở hai mắt ra, vẻ mặt phòng bị hướng về bốn phía, giống như chim sợ cành cong. Liền nhanh như vậy đuổi tới sao? Lạc Vô Thương nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa thì nhìn không được khóc lên, vẻ mặt kiên định nói, bất kể như thế nào, ta đều phải sống đạt tới thiên hoang. Nói xong. Lạc Vô Thương chạy như bay, bỗng xông phá bóng tối bầu trời đêm, hướng về chân trời bỏ chạy, lại cũng không có giữ lại chút nào. Những ngày qua, Lạc Vô Thương một mực bị đuổi giết,
loại này đối nguy cơ trưởng khống cảm giác, nhưng hắn nhiều lần trốn qua một kiếp. Quả nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Vô Thương dưới chân vị trí, bỗng nổ tung lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, bụi bặm bù đắp, cái gì đều không lưu lại. Nếu như Lạc Vô Thương chậm nửa nhịp, có lẽ đã chết không thể chết lại, hóa thành kiếp cho. Mấy tức về sau, bụi bặm bình định xuống tới, tốt mấy bóng người xuất hiện ở Lạc Vô Thương trong tầm mắt. Lạc Vô Thương sắc mặt tái nhợt hết sức, toàn thân khí thế bộc phát, làm xong liều mạng chuẩn bị, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, những người này vậy mà đến nhanh như vậy. Thi Trung Đế đây, Lạc Vô Thương ánh mắt từ đối diện trên người mấy người đảo qua, con người chuyển động, lại là không nhìn thấy hắn muốn thấy đạo nhân ảnh kia. Nếu như Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, Lạc Vô Thương địch nhân, dĩ nhiên là Thi Trung Đế. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Thi Trung Đế thế nhưng là Bạch Ma đã từng thủ hạ, căn bản không thuộc về thế giới này mới đúng a. Thi Trung Đế vì sao sẽ giết Lạc Vô Thương đây, bọn họ hẳn là căn bản không có gì đi lại mới đúng a. Giết ngươi, chúng ta liền đủ rồi. Trong đó một đạo áo bào đen thân ảnh khàn khàn phun ra một bóng người, toàn thân âm khí quay cuồng, từng bước một hướng về Lạc Vô Thương tới gần. Lạc Vô Thương nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy Thi Trung Đế vậy mà thật không có xuất hiện, trong mắt lóe lên một vòng mừng thầm. Không có Thi Trung Đế, cũng muốn giết ta. Lạc Vô Thương cực kỳ khinh thường, sau một khắc, hắn vậy mà chủ động xuất kích, thẳng hướng mấy người áo đen kia. Hắn kiêng kỵ nhân vật, chỉ có một cái, kia liền là Thi Trung Đế. Một đám tiểu lâu la cũng muốn tính mạng của hắn, không khác người si nói mộng. Lạc Vô Thương dù sao cũng là U Minh địa ngục người, trải qua nghiêm khắc nhất sát thủ huấn luyện, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, bắt đầu giết người càng là hung mãnh quyết đoán. Đối diện mấy người áo đen kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại bị Lạc Vô Thương giết liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau, mấy người liền bị thương không nhẹ. Bất quá, Lạc Vô Thương cũng thở hồng hộc, những người này có lẽ không có giết hắn thực lực, nhưng lại có thể mài chết hắn. Tha các ngươi một cái mạng chó. Lạc Vô Thương chửi nhỏ một tiếng, quay đầu liền đi. Hắn tự biết không địch lại, lưu lại mấy người kia hy vọng 10 điểm xa vời, cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhưng mà, không đợi hắn quay người, một cỗ hung mãnh khí thế từ trên trời giáng xuống, hư không truyền đến một trận móng ngựa giận đạp thanh âm, một sát na kia, Lạc Vô Thương bản năng sinh ra một loại hoảng hốt. Bỗng nhiên, một cái to lớn móng giận đạp mà xuống, toàn bộ hư không đều mãnh liệt rung rung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lạc Vô Thương tại hư không lật ngã nhào một cái, thân hình trong nháy mắt rời khỏi hơn 10 dặm. Khi hắn quay đầu nhìn đi thời khắc, lại là nhìn thấy một đầu âm minh chiến mã xuất hiện ở lúc trước hắn đứng địa phương, âm minh trên chiến mã, ngồi một người đàn ông cao lớn, quanh thân thi khí cuồn cuộn. Nếu như Tiêu Phàm cùng Bạch Ma nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Thi Trung Đế. Ngày đó Tiêu Phàm bọn họ diệt âm minh 13 đem mặt khác 12 người, chỉ có Thi Trung Đế một người đào tẩu, chỉ là không nghĩ tới, Thi Trung Đế vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn muốn giết Lạc Vô Thương. Thi Trung Đế, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lạc Vô Thương gầm thét không thôi, hắn hiển nhiên cũng bị Thi Trung Đế bức giận, thật muốn chọc giận lão tử, mọi người đồng quy vu tận. Ta nói qua, ngươi không nên tiến vào thiên hoang. Thi Trung Đế trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tự ý nào đó mà nói, hắn căn bản không phải chân chính sinh linh, mà là một cỗ thi thể. Lạc Vô Thương nghe vậy, cười lạnh không thôi, người thiên ma kiếp địa đưa tay quá dài, dám làm, chẳng lẽ cũng không dám để người ta biết sao? Ngươi đáng chết, Thi Trung Đế cái kia đục ngầu con ngươi, rốt cục sinh ra một tia rung động, tựa như bản thân bí mật lớn nhất bị người bại lộ một dạng. Lời còn chưa dứt. Thi Trung Đế hai chân kẹp lấy, ngồi xuống âm minh chiến mã phẫn nộ gào thét, điên cuồng hướng về Lạc Vô Thương cuồn cuộn mà tới, Thi Trung Đế cầm trong tay trường đao, khuôn mặt băng lãnh. Lạc Vô Thương sắc mặt đại biến, Thi Trung Đế thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng 50 vị trí đầu nhân vật, bây giờ đã đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, thực lực vô song, ở đâu là hắn Lạc Vô Thương có thể địch. Nếu như không phải chạy trốn, hắn há có thể sống đến bây giờ. Thi Trung Đế. Người thân là thiên ma kiếp địa người, giết lung tung ta thiên hoang tu sĩ, ta nếu không chết, chắc chắn bẩm báo thiên hoang, diệt ngươi thiên ma kiếp địa. Lạc Vô Thương ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc chân chạy.
Thi Trung Đế nghe nói như thế, sát khí bốc hơi, trở nên càng thêm nổi điên, trực tiếp xông đi lên, tựa như liều mạng đều muốn giết Lạc Vô Thương. Không thể không thừa nhận, Thi Trung Đế thân làm vạn tộc thiên tài bảng 50 người đứng đầu tồn tại, thực lực cực kỳ bất phàm, căn bản không phải Lạc Vô Thương có thể địch. Chỉ một lát sau, Lạc Vô Thương liền bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bạch hết sức. Hắn đem hết toàn lực thoát khỏi Thi Trung Đế dây dưa, muốn chạy trốn, nhưng bốn phía lại Thi Trung Đế mấy cái thuộc hạ vây khốn, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ta nói, ngươi trốn không thoát đâu. Thi Trung Đế mặt không biểu tình, sát khí bốc hơi, nhìn về phía Lạc Vô Thương ánh mắt, tựa như là lại nhìn một người chết. Lạc Vô Thương che ngực, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết, bản thân liền không nên bước vào thiên hoang. Không bước vào thiên hoang, Thi Trung Đế chưa chắc sẽ không muốn mạng đuổi giết hắn. Đem đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thi Trung Đế cưỡi âm minh chiến mã đi từng bước một hướng Lạc Vô Thương, một đạo khàn khàn nhưng lại giống như kim loại tiếng ma sát vang lên. Giết ta đi, Lạc Vô Thương trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, lộ ra thấy chết không sờn dáng vẻ. Đừng tưởng rằng giết ngươi, ta liền không chiếm được vật kia, đến lúc đó, Lạc gia người đều phải chết. Thi Trung Đế lạnh như băng quát lớn. Không cần uy hiếp ta. Lạc Vô Thương cực kỳ khinh thường, nói, ngươi nếu có thể diệt ta Lạc gia, sớm tại Thái Cổ Thần Giới liền giết ta, cái đó dùng chờ tới bây giờ. Cũng khó trách Lạc Vô Thương không tin, Thi Trung Đế chẳng qua là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, đừng nói diệt Lạc gia, chính là gia gia hắn Lạc Nam Thiên, đều có thể tùy tiện giết hắn. Huống chi, U Minh địa ngục có thể không thiếu hụt bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, thậm chí khả năng có chân chính thánh tôn cảnh tọa chấn, như thế nào Thi Trung Đế nói diệt cũng có thể diệt. Nếu như Thi Trung Đế có thể ở Thái Cổ Thần Giới giết hắn, cái kia đoán chừng đã sớm động thủ, lại làm sao có thể hủy ở thần ma táng thổ chặn giết hắn đây. Thi Trung Đế con người âm trầm đáng sợ, hắn vốn không phải Thái Cổ Thần Giới cùng thiên hoang người, việc này chỉ có số ít người biết được. Bây giờ còn có nhược điểm rơi ở trong tay Lạc Vô Thương, cái này tự nhiên nhường hắn cực kỳ bất an. Giết Lạc Vô Thương chỉ là tiếp theo, hắn chỉ muốn đem hủy đi Lạc Vô Thương trong tay nhược điểm, như vậy thì tính có người chỉ ra chỗ sai hắn thân phận, cũng không người tin tưởng. Đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết, Thi Trung Đế sát khí nặng nề quát. Lời còn chưa dứt, hắn nâng lên trường đao trong tay, hung hăng phách chạm mà xuống, hư không đều kém chút bị vạch tìm tòi. Lạc Vô Thương kinh sợ hết sức, bản năng hướng phía sau thối lui, đồng thời dùng hết toàn lực xé mở một đường vết rách, muốn chạy đi. Để Lạc Vô Thương vui mừng chính là, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng công kích, vậy mà đẩy lui ngăn lại hắn người kia. Lao ra khỏi vòng vây, Lạc Vô Thương tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như không muốn sống một dạng bắn ra. Chỉ là, rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện, hắn chạy trốn phương hướng. Dĩ nhiên là ám dạ ma thành phương hướng. Bọn họ là cố ý. Lạc Vô Thương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Thi Trung Đế bọn họ là cố ý vây ba thiếu một, muốn mượn dị ma tay diệt bản thân. Hắn vội vàng ngừng thân hình, vẻ mặt tức giận nhìn xem từng bước một đến gần Thi Trung Đế đám người. Nguyên bản hắn cho rằng chạy trốn tới ám dạ ma thành phụ cận, Thi Trung Đế bọn họ liền không dám tùy tiện có ý đồ với hắn. Dù sao, nơi này chính là ám dạ ma thành. Thi Trung Đế nếu là ở nơi này động thủ, chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi này động tĩnh, đã hấp dẫn không ít dị ma chú ý. Chỉ là Lạc Vô Thương không hiểu là, vì sao những cái kia dị ma lại chậm chạp không có xuất thủ, chẳng lẽ Thi Trung Đế cùng dị ma cũng có cấu kết? Tốt a, Thi Trung Đế, các ngươi dám cấu kết dị ma. Lạc Vô Thương đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Đánh giám, Thi Trung Đế tức giận trả lời. Nói hắn đến thiên hoang đảo quấy rối, hắn sẽ không phản đối, có thể nói hắn cấu kết dị ma, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Dị ma, thế nhưng là cửu thiên thập địa cùng chung địch nhân, ai nếu phản bội, đây chính là cửu thiên thập địa cộng chu đối tượng A. Dù cho Thi Trung Đế, cũng không dám phạm không trừng tuân. Lần này, Lạc Vô Thương thật đúng là trách oan Thi Trung Đế, bọn họ ở trong này đánh nhau, dị ma không có phát hiện bọn họ sao. Tự nhiên là phát hiện, thế nhưng là, thần ma táng thổ có chừng 5 tòa ma thành, bây giờ đã bị hủy diệt 4 tòa, chỉ còn lại ám dạ ma thành.
Ám Dạ Ma Tôn đã sớm hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được rời đi Ám Dạ Ma Thành, không thể để cho cuối cùng một tòa ma thành cũng bị hủy diệt. Kể từ đó, Ám Dạ Ma Thành bên trong dị ma, đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Giết hắn, Thi Trung Đế đã không muốn cùng Lạc Vô Thương lãng phí thời gian, ra lệnh một tiếng, hắn một đám thuộc hạ lập tức đánh giết qua đời. Lạc Vô Thương trên mặt lộ ra tuyệt vọng, trong lòng lại cũng không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Hôm nay, hắn nhất định phải chết ở chỗ này, ta là thái cổ thần giới mà chết, đáng tiếc không thể vạch trần Thi Trung Đế bọn họ. Lạc Vô Thương trong lòng gào thét, đôi mắt tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Hô hô, mắt thấy đối diện mấy người kia công kích sắp rơi vào Lạc Vô Thương trên người thời khắc, nơi xa đột nhiên có mấy đạo ánh lửa gào thét mà tới, hung mãnh đánh tới hướng Thi Trung Đế một đám thuộc hạ. Mấy người áo đen kia bị nện liên tục bại lui, vừa giận vừa sợ nhìn về phía ánh lửa kích xạ mà đến phương hướng. Ai, Thi Trung Đế khẽ quát một tiếng, sát khí nặng nề hướng về nơi xa. Lạc Vô Thương ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào đỉnh một ngọn núi, nơi đó, có mấy đầu hung thú lăng không mà đứng, quanh thân thiêu đốt lấy hung mãnh hỏa diễm, khí thế khiếp người. Lúc này, trong đó hai đầu hỏa diễm hung thú tránh ra, một đầu đạt đến 30-40 trượng hỏa diễm hung thú tiến lên, trên người tản ra cuồng bạo lực lượng, liền hư không đều lay động không ngừng. Nhìn kỹ, ở nơi này hung thú đỉnh đầu, vậy mà ngồi một cái hỏa hồng bào tu sĩ. Mi tâm lạc ấn lấy một đạo hỏa diễm ấn ký, sinh động như thật, tựa như chân chính hỏa diễm ở đốt cháy. Tiên linh tộc, Lạc Vô Thương ánh mắt hơi sáng, ngay sau đó lộ ra nét mừng, hét lớn, hỏa tộc huynh đệ, những người này cấu kết dị ma, phản bội thiên hoang, bọn họ nghĩ giết người diệt khẩu. Thùng thùng, giống như trung cổ đồng dạng tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy cái kia vài đầu hỏa diễm hung thú không ngừng hướng về bên này gần lại gần. Lạc Vô Thương thấy thế, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, giống to không thôi, ha ha, Thi Trung Đế, mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Phốc phốc, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn truyền ra, lại là Thi Trung Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đao xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra. Ngươi, Lạc Vô Thương trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nói, ngươi cố ý ẩn giấu thực lực. Trước đó hắn cùng với Thi Trung Đế chiến đấu, mặc dù ở vào hạ phong, thế nhưng không kém nhiều a. Mà bây giờ, Thi Trung Đế dễ dàng như vậy xuyên thủng hắn thân thể, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp, cái này khiến hắn làm sao không minh bạch, Thi Trung Đế vẫn luôn không nhúc nhích thật sự. Diều hâu bắt tiểu kê trò chơi, cũng nên kết thúc, vật kia, ta không muốn, dù sao ngươi chết cũng giống vậy. Thi Trung Đế hời hợt nói. Lạc Vô Thương nghe vậy. Trong mắt tràn đầy nồng nặc không cam lòng, ngay sau đó đem hết toàn lực một trường đẩy lui Thi Trung Đế, thân thể rút lui mấy chục trường. Đồng thời, hắn tiện tay hất lên, một vệt sáng từ trong tay hắn bắn ra, hướng về cái kia hỏa tộc tu sĩ bắn đi. Hỏa tộc huynh đệ, Thi Trung Đế chính là thiên ma kiếp địa người, đây là chứng cứ, phiền phức giao cho thiên hoang thần các, tại hạ chết không có gì đáng tiếc. Lạc Vô Thương che ngực giống to không thôi. Trong lòng lại là không nói ra được thoải mái. Lạc Vô Thương đem chứng cứ giao cho tiên linh tộc tu sĩ, trong lòng cũng yên tâm không ít. Lạc Vô Thương sở dĩ nghĩ muốn tiến vào thiên hoang, chính là vì đem chứng cứ này tự tay giao cho thiên hoang thần các người, đây cũng là hắn lọt vào Thi Trung Đế vô tình đuổi giết nguyên nhân. Hắn tự nhận là không phải Thi Trung Đế đối thủ, bởi vậy mới có thể tìm Tiêu Phàm hỗ trợ. Nhưng tiến vào thần ma táng thổ về sau, Tiêu Phàm liền không có lại chú ý hắn, mang theo thí thần đám người chạy mất, lúc này mới tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá nghĩ đến, chỉ cần tiên linh tộc những người này đem chứng cứ giao cho thiên hoang, Thi Trung Đế tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên ma kiếp địa người, lại dám đến thiên hoang làm càn, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Nhưng mà, Lạc Vô Thương trên mặt nụ cười sầu thảm trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Chỉ thấy đối diện Thi Trung Đế vậy mà đột nhiên khóe miệng quỷ dị dương lên một vòng đường cong. Lạc Vô Thương thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng hắn hối hận đã không kịp. Chỉ thấy hắn ném ra một mai càn khôn giới, bỗng nhiên bị đối diện đầu kia hung thú đỉnh đầu hỏa hồng bào thanh niên lấy tay bắt lấy, ngay sau đó dùng lực bóp, cái kia càn khôn giới đột nhiên bạo tán mà ra, đi cùng bên trong đồ vật hóa thành bột mịn. Ngươi, các ngươi là cùng một bọn. Lạc Vô Thương vừa sợ vừa giận, hai mắt trợn thật lớn,
thiếu chút nữa thì rơi ra. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, Thi Trung Đế vậy mà cấu kết tiên linh tộc người. Thi Trung Đế nhìn thấy đối diện hỏa hồng bào thanh niên khẽ gật đầu, cái kia trên mặt cương cứng, vậy mà lộ ra nụ cười quỷ dị, nói tiểu tử, ngươi rốt cục có thể đi chết. Tiên linh tộc, các ngươi chết không yên lành, Lạc Vô Thương gầm thét không thôi. Thi Trung Đế nhược điểm bây giờ bị hủy diệt, hắn đối Thi Trung Đế lại không bất cứ uy hiếp gì, đối phương tự nhiên là không thể nào buông tha hắn. Hắn nghĩ trốn, vạch trần Thi Trung Đế cùng trước mắt tiên linh tộc tu sĩ. Thế nhưng là, hắn bản thân bị trọng thương, trốn là không thể nào chạy thoát. Đừng nói bây giờ còn có tiên linh tộc người nhúng tay, coi như Thi Trung Đế một đoàn người, hắn cũng không khả năng trốn được. Nói nhảm nhiều quá, lúc này, hỏa diễm cự thú đỉnh đầu kia hỏa hồng bào thanh niên đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu, trong nháy mắt một điểm, một đạo kiếm chỉ nộ xạ mà ra, bay thẳng Lạc Vô Thương mi tâm mà đến. Lạc Vô Thương con người kịch liệt co rút lại, trơ mắt nhìn xem cái kia kiếm chỉ cực tốc tới gần hắn, ở hắn ánh mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Một loại khí tức tử vong bao phủ hắn, quỷ môn quan cơ hồ đã hướng hắn mở ra. Hô, nhưng mà, cũng liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở Lạc Vô Thương trước người, chỉ thấy hắn phong khinh vân đạm đánh ra một trường, cái kia kiếm chỉ bỗng bạo tán mà ra, giống như pháo hoa tại hư không nở rộ. Lạc Vô Thương ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trước người hắn bóng lưng, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vậy mà lại có người cứu hắn. Tạ, Lạc Vô Thương run rẩy mở miệng, bất quá hắn lại phát hiện, trước mắt cái này thân ảnh, như có chút quen thuộc. Không chỉ là hắn, ngay cả phía sau hắn cách đó không xa Thi Trung Đế, nhìn thấy tấm lưng kia thời khắc, nguyên bản khuôn mặt cứng ngắc, vậy mà cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn cũng lờ mờ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cụ thể cũng không nhớ ra được, thẳng đến người này mở miệng. Hỏa tộc cấu kết ngoại giới tu sĩ, có chút ý tứ. Người tới nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lộ ra ý tứ ý cân nhắc. Tiêu Phàm, nghe được thanh âm này, Lạc Vô Thương bỗng la hoảng lên, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Mà Thi Trung Đế lại là con ngươi co rụt lại, đôi mắt tràn đầy kiêng dè. Không sai. Người tới chính là Tiêu Phàm. Hắn rời đi thần ma thành về sau, tốc độ cao nhất chạy tới 5 đại ma thành, mặt khác 4 đại ma thành đã diệt vong, hơn nữa khắp nơi đều là dị ma, thí thần bọn họ xuất hiện khả năng không lớn. Bởi vậy, hắn cố ý chạy đến ám dạ ma thành tìm hiểu tình huống, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa đến nơi đây, liền gặp được như vậy vừa ra trò hay, cũng không uổng hắn toàn lực đuổi mấy ngày mấy đêm đường. Thi Trung Đế, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, hướng về phía Thi Trung Đế nhe răng cười một tiếng. Thi Trung Đế nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt, chỗ nào còn không nhận ra Tiêu Phàm thân phận, ban đầu ở Long tộc bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm liền ở Bạch Ma bên người. Thi Trung Đế đã từng thế nhưng là Bạch Ma thuộc hạ, hắn đối Bạch Ma người bên cạnh, tự nhiên đặc biệt chú ý, bởi vậy ấn tượng cực kỳ hiểu sâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, cách đó không xa, hỏa hồng bào thanh niên hơi hơi nhíu mày, màu lửa đỏ lông mày, giống như một đầu hỏa long đồng dạng, hắn đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Bất quá, trên người hắn lại là chán phóng sát ý cường đại, một cỗ nhằm vào Tiêu Phàm sát ý. Hắn thân làm thái cổ thần giới tiên linh tộc người, lại cùng Thi Trung Đế cấu kết, việc này nếu như bại lộ, không chỉ hắn không chiếm được chỗ tốt, hỏa tộc đều có thể bị liên lụy. Chỉ có giết Tiêu Phàm, mới có thể giải quyết phiền toái như vậy. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện hỏa hồng bào thanh niên, người này nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng đã đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, nghĩ đến không phải hạng đơn giản. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ thần sắc như thường, không có nửa điểm lo lắng. Hỏa hồng bào thanh niên có lẽ rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng đế thái ất bọn họ không sai biệt lắm mà thôi. Thậm chí còn có không bằng. Cẩn thận một chút, người này là vạn tộc thiên tài bảng đệ tứ kiếm Hồng Trần. Thi Trung Đế mặt âm trầm, sát cơ không thêm mảy may che giấu. A, hỏa hồng bào thanh niên con người hơi hơi co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiêng dè, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngược lại ngoạn vị nói, đệ tứ. Vậy đã nói rõ,
còn không bằng Đế Thái Ất bọn họ. Đã như vậy, giết a! Hỏa Hồng Bào thanh niên cố ý kéo dài lấy thanh âm, lười biếng khoát khoát tay, tựa như khinh thường tự mình động thủ một dạng. Hô, vừa dứt lời, thì Trung Đế bỗng tại chỗ biến mất, cầm trong tay một chuôi trường đao, nổi giận chém Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, cái này thì Trung Đế lai lịch cũng không nhỏ a, nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng chỉ là kia Hỏa Hồng Bào thanh niên thuộc hạ mà thôi. Cái này Hỏa Hồng Bào thanh niên, thì là người nào? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thì Trung Đế đã giết tới đây, Tiêu Phàm không dám khinh thường. Lần trước gặp mặt vẫn chỉ là đại đế cảnh thi Trung Đế, ngắn ngủi mấy chục năm, vậy mà đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, điều này thực nhường hắn lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ, nhưng hắn chiến lực cũng không yếu hơn thánh đế cảnh đỉnh phong, há lại sẽ e ngại thi Trung Đế. Mắt thấy thi Trung Đế sắp tới gần, Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích đứng ở cái kia, kia Hỏa Hồng Bào thanh niên lập tức giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm động thủ, hư không một tiếng nổ vang, thi Trung Đế ngồi xuống âm minh chiến mã bỗng nổ tung lên, hóa thành hắc khí cuồn cuộn tràn ngập hư không. Đồng thời, thi Trung Đế thân thể cũng như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng đập ở trên ngọn núi, mấy ngọn núi đi thẳng đến hắn. Hỏa Hồng Bào thanh niên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đây chính là thi Trung Đế a, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bắn bay. Hỏa Chí Tôn, đi mau. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, phế tích bỗng truyền đến thi Trung Đế lo lắng gầm thét thanh âm. Hỏa Hồng Bào thanh niên nghe vậy, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, quay người liền trốn. Hỏa Chí Tôn, Tiêu Phàm nghe được thi Trung Đế gào thét thanh âm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hỏa Hồng Bào thanh niên. Hỏa Hồng Bào thanh niên phản ứng cực nhanh, khống chế hỏa diễm cự thú, chớp mắt tại chỗ biến mất. Hắn không có truy sát, nhưng trong đầu của hắn lại hồi tưởng đến thi Trung Đế kêu gọi cái tên đó. Hỏa Chí Tôn, không phải vạn tộc thiên tài bảng người thứ 9 sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Khó trách hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt nghĩ tới. Hơn nữa, hắn nhớ mang máng người này tiến vào phi tiên thánh cảnh, chỉ là hắn 10 điểm điệu thấp, một mực tiềm phục ở trong bóng tối, không cùng hắn và Đế Thái Ất đám người sinh ra phân tranh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này vậy mà lại cùng thi Trung Đế cấu kết cùng một chỗ. Hay là nói, Hỏa Chí Tôn cũng không phải là cấu kết, mà là bản thân hắn cũng không phải là thái cổ thần giới người. Phải biết, Hỏa Chí Tôn thế nhưng là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước lưu lại nhân vật. Đây chẳng phải là nói rõ, thiên ma kiếp địa người, sớm tại mấy chục vạn năm, liền bắt đầu mưu đồ thái cổ thần giới. Nghiền ngẫm cực sợ a, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nếu như đây là sự thực, cái kia thái cổ thần giới cùng thiên hoang, lại có bao nhiêu ngoại giới người đây? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, thiên ma kiếp địa người, dám phái người chui vào thái cổ thần giới, cái kia thái cổ thần giới. Nghĩ đến cũng đồng dạng có người chui vào thiên ma kiếp địa. Tuy nói mọi người xem như chiến hữu, có được cùng chung địch nhân dị ma, nhưng mà ai biết có phải hay không một lòng đây. Tiêu Phàm, người rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm suy nghĩ bị Lạc Vô Thương cắt ngang, hắn biết rõ, bản thân xem như nhặt về một cái mạng. Đừng có lại chạy loạn khắp nơi, tốt nhất đi theo ta. Tiêu Phàm liếc Lạc Vô Thương một cái. Ách, Lạc Vô Thương không còn gì để nói. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt ý tứ hắn đọc hiểu, đó là khinh thường cùng xem thường. Hắn nội tâm cực kỳ phiền muộn, cái gì gọi là đừng chạy loạn khắp nơi, ta căn bản không có chạy loạn tốt ra. Ngươi nói tiến vào thần ma táng thổ liền để ta theo ngươi, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi a, có thể ngươi vừa tiến đến, liền bị người theo dõi, đi theo ngươi chẳng phải là càng thêm suối quẩy. Về sau, ta cũng muốn cùng ngươi, có thể tốc độ của các ngươi quá nhanh. Muốn tìm các ngươi đều làm không được a, còn thế nào đi theo các ngươi đây? Không phục, Tiêu Phàm trừng Lạc Vô Thương một cái. Lạc Vô Thương xem như không có nghe được Tiêu Phàm lời nói tránh đi Tiêu Phàm, thi Trung Đế chính là thiên ma kiếp địa người, chúng ta nhất định phải đem việc này nhanh chóng bẩm báo thiên hoang. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Lạc Vô Thương nói, ai mà tin ngươi? Lạc Vô Thương thần sắc cứng đờ, không biết nói gì. Đúng vậy a, chứng cứ đã hủy. Coi như mình báo cáo việc này, thiên hoàng cũng chưa chắc tin tưởng a.
Nghĩ vậy, hắn có chút ảo não, sớm biết mình liền không nên đem chứng cứ ném cho Hỏa Chí Tôn, đến mức hủy chứng cứ thì cũng thôi đi, thì Trung Đế bọn họ còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu như có thể, Lạc Vô Thương tuyệt đối sẽ rời đi thiên hoang, trở lại Thái Cổ Thần Giới. Ở Thái Cổ Thần Giới, có Lạc gia cao thủ bảo hộ, chí ít không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng bây giờ, mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ, đây hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chủ yếu nhất là, lúc trước hắn nghĩ đến báo cáo thi Trung Đế, thu hoạch thiên hoang công huân trị, mà bây giờ xem ra, là không thể nào làm được. Vậy ta đến thiên hoang làm cái gì đây? Lạc Vô Thương đột nhiên vẻ mặt mờ mịt, nhỏ giọng thì thầm, tựa như đã mất đi mục tiêu cuộc sống. Ta cũng không biết ngươi tới thiên hoang làm cái gì, bất quá báo cáo thi Trung Đế không dùng, ngươi lại nghĩ bọn họ sẽ giết ngươi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Biện pháp gì? Lạc Vô Thương không chút nghĩ ngợi hỏi. Mạnh lên, giết bọn hắn. Tiêu Phàm thờ ơ nói. Lạc Vô Thương khóe miệng giật một cái. Cái này tính là cái gì biện pháp, nếu như hắn thực lực đủ cường đại, vừa rồi liền giết thi Trung Đế, chỗ nào còn cần Tiêu Phàm thay hắn hộ giá hộ tống. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể Tiêu Phàm lại không tiếp tục để ý hắn, lách mình xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi, ngắm nhìn ám dạ ma thành phương hướng, giống như đang chờ lấy cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai đạo bóng người lục tục từ hai cái phương hướng bay vụt mà tới. Không có gặp bọn hắn bóng người. Tiêu Phàm ngữ khí âm trầm, ánh mắt bén nhọn lạnh lùng hướng về ám dạ ma thành, nói nhỏ, nếu như diệt ám dạ ma thành, bọn họ hẳn phải biết ta ở trong này a. Diệt ám dạ ma thành, hậu phương Lạc Vô Thương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trực tiếp hít một hơi lạnh, trong mắt đều kém chút trợn lên. Nếu như lời này là từ một cái trung phẩm thánh tôn trong miệng nói ra được, Lạc Vô Thương sẽ cảm thấy 10 điểm tự nhiên, có thể lời này lại là từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra được. Cái này khiến hắn căn bản không tin tưởng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến để Lạc Vô Thương tin tưởng, hắn chỉ là đang nghĩ biện pháp tìm tới thí thần bọn họ mà thôi. Diệt đi ám dạ ma thành có chút khó khăn, ta nghe nói, ám dạ ma thành hậu phương kết nối lấy một cái nhị tinh ma quật thông đạo, nơi đó có hai cái ma quật dị ma lục tục chạy đến. Cửu U Ma Toàn phân tích nói, không phải nói thần ma thành thủ tướng, đều đi chặn giết nhị tinh dị ma sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, những người kia tất nhiên đi chắn lối đi, chúng ta diệt đi ám dạ ma thành, hẳn không phải là nhiều khó khăn sự tình. Cửu U Ma Toàn nghĩ nghĩ, đột nhiên 10 điểm nghiêm túc gật đầu nói, cái kia cũng vậy. Chờ diệt ám dạ ma thành, thí thần bọn họ nghe được tên của chúng ta, hẳn là sẽ chạy tới nơi này. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, trực tiếp hướng về ám dạ ma thành vị trí bay đi. Đi theo hậu phương Lạc Vô Thương biểu tình vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm lời nói hắn đều nghe được, có thể mỗi một câu nói đối với hắn mà nói đều giống như sét đánh ngang tai, quá rung động. Một cái thánh đế cảnh trung kỳ, vậy mà há miệng ngậm miệng liền muốn diệt ám dạ ma thành, nếu như không phải chính tai nghe được, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Nhưng Tiêu Phàm trên người tán phát loại kia tự tin, lại giống như không phải đang nói láo. Lạc Vô Thương ở rung động cùng hoài nghi bên trong, cùng lên Tiêu Phàm bọn hắn cước bộ. Mà lúc này, ám dạ ma thành bên ngoài, một chỗ khác cổ lâm, có vài đạo thân ảnh, đang thương lượng lấy cái gì. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, mấy người không phải người khác, chính là Thí Thần, Tà Vũ, Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên bốn người. Thần ma thành bị hủy, dị ma tàn phá bừa bãi, tạm thời mà nói, chúng ta là trở về không được. Hiên Viên Trảm Tiên thật sâu thở dài. Ngày đó bốn người đào tẩu, sau đó lại giết trở về, giúp đỡ Tà Vũ chiếm được một chút truyền thừa về sau, liền chuẩn bị phản hồi thần ma thành, cùng Tiêu Phàm tập hợp. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ trở lại thần ma thành thời điểm, thần ma thành đã nhanh muốn bị dị ma công phá, bây giờ đoán chừng đã trở thành dị ma lãnh địa. Cái này khiến bọn họ có loại không nhà để về cảm giác, càng nghĩ, bọn họ lại ẩn núp đến ám dạ ma thành phụ cận. Vậy cũng chưa chắc, chúng ta có thể mượn nhờ trước thông đạo hướng nhị tinh ma quật, từ nơi nào rời đi. Tử Thiên Y trầm giọng nói. Trừ phi cầm xuống thông đạo, bằng không rất khó chiếm lĩnh thông hướng nhị tinh ma quật thông đạo. Thí Thần trầm giọng nói, không nói nhị tinh ma quật thủ vệ nghiêm ngặt, nơi đó hiện tại chiến đấu cũng 10 điểm kịch liệt, hơn nữa, ám dạ ma thành tùy thời đều có thể tiếp viện.
hắn ý tứ rất rõ ràng, công chiếm nhị tinh ma quật thông đạo, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Các ngươi nói, nếu như chúng ta diệt đi ám dạ ma thành sẽ như thế nào đây? Lúc này, một mực nhắm mắt Tà Vũ, đột nhiên mở hai mắt ra. Diệt đi ám dạ ma thành, thí thần bọn họ đều là sững sờ, yên lặng ngắn ngủi về sau, đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu, thí thần nói có vẻ như được thông. Không sai, thông hướng nhị tinh ma quật thông đạo, bây giờ bị thiên hoang người ngăn cản, muốn tiếp viện ám dạ ma thành cơ hồ là chuyện không thể nào, bây giờ là diệt đi ám dạ ma thành thời cơ tốt nhất. Thiên viên Trảm Tiên đã xoa tay, hận không thể lập tức giết tới. Chỉ có Tử Thiên Y coi như lý trí, suy nghĩ một chút nói thì nói như thế, bất quá vạn nhất ám dạ ma thành có mấy cái ma tôn trấn thủ đây. Tà Vũ huynh vừa mới đột phá, toàn lực bộc phát phía dưới, có thể cùng một cái hạ phẩm thánh tôn một trận chiến, có thể ám dạ ma thành thành chủ ám dạ ma tôn, chính là nhị tinh ma tôn, trung phẩm thánh tôn cảnh tu vi. Tử Thiên Y mà nói, cho mọi người tưới một chậu nước lạnh. Bọn họ muốn diệt đi ám dạ ma thành, hiển nhiên cũng là không quá có thể được. Mũi nhọn lực lượng không đối phó được đối phương, mọi thứ đều là nói suông. Nếu là lão đại ở trong này liền tốt, có hắn ở, dù cho nhị tinh ma tôn, khẳng định cũng giết không tha. Thí thần thở dài. Bọn họ những người này, những ngày qua đều có chỗ tiến bộ, nhưng là vẻn vẹn có thể vây giết hạ phẩm thánh tôn mà thôi, nếu như trong đối chiến phẩm thánh tôn, vậy liền 10 điểm miễn cưỡng. Đám người một trận trầm mặc, bọn họ cũng nghĩ đến Tiêu Phàm. Ngày đó có Tiêu Phàm ở, bọn họ dễ dàng tiêu diệt một tòa thành trì, hiện tại, bọn họ lại là bó tay bó chân. Nếu là có thể triệu tập mấy vạn người, có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ, dị ma bạo động, người sống, cơ bản đều trốn. Tử Thiên Y có chút bất đắc dĩ nói. Mấy vạn người công thành, vẫn có hy vọng rất lớn, liền tựa như lần trước đế thái ất bọn họ đồng dạng, mặc dù kinh lịch cửu tử nhất sinh, nhưng dù gì cũng tiêu diệt một tòa ma thành. Oanh, đang lúc đám người không biết vì sao, có chút mờ mịt thời khắc, đột nhiên, ám dạ ma thành phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn thí thần bọn hắn lực chú ý. Ám dạ ma thành, có người đánh nhau, thí thần kinh ngạc nhìn chân trời. Đây là một cơ hội, Tà Vũ trực tiếp đạp không mà lên, bay thẳng ám dạ ma thành thanh âm truyền đến vị trí. Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên cũng không chần chờ. Mọi người tại thần ma táng thổ ngốc tốt thời gian mấy tháng, cũng có một chút ăn ý. Ám dạ ma thành bên ngoài, Tiêu Phàm đứng chắp tay, đứng ở đỉnh một ngọn núi, lạnh lùng ngắm nhìn tiền phương. Nơi đó, cửu u ma toàn bộc phát ra khí thế kinh khủng, điên cuồng công kích tới ám dạ ma thành cửa thành, vô số dị ma chết ở hắn móng vuốt phía dưới. Tiêu Phàm sau lưng Lạc Vô Thương sớm đã thấy choáng mắt, thân thể đang khẽ run lấy. Hắn cho rằng Tiêu Phàm nói diệt ám dạ ma thành chỉ là một câu nói đùa, có thể nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy căn bản không phải trò đùa, mà là động thật. Bọn họ chân tướng dựa vào mấy người lực lượng, diệt đi ám dạ ma thành. Lại nhìn Tiêu Phàm, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Lạc Vô Thương trong lòng có loại xúc động mà chửi thề. Trang, ta xem ngươi giả đến lúc nào, chờ chút ám dạ ma tôn giết ra đến, ngươi đoán chừng so với ai khác đều chạy nhanh. Lạc Vô Thương trong lòng chửi nhỏ lấy, hắn đã làm xong tùy thời đường chạy dự định. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem nhìn chăm chú ám dạ ma thành phương hướng, những người khác không phát hiện được là, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu không ngừng phát sáng. Bốn phương tám hướng có một loại sức mạnh kỳ diệu không ngừng tràn ngập mà đến, xông vào Tiêu Phàm thể nội. Nhiều như vậy khí số, không bao lâu, liền có thể giúp ta đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ A. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Hắn nghĩ hủy diệt ám dạ ma thành, không chỉ là tiện tay diệt, chủ yếu nhất chính là thôn phệ dị ma trên người khí số. Cái kia khí số mặc dù có khác hẳn với thái cổ thần giới khí số, nhưng qua bạch sắc thạch đầu loại bỏ cùng chuyển hóa, lại có thể chuyển hóa thành Tiêu Phàm có thể hấp thu khí số. Theo thân thể cường đại, Tiêu Phàm hấp thu khí số cũng càng ngày càng nhiều, nhục thân càng ngày càng mạnh. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ. Nhưng thánh giai đỉnh phong pháp bảo, cũng rất khó phá mở hắn nhục thể, đây cũng là Tiêu Phàm vọt giai chiến đấu căn bản một trong. Lần này tiến vào thần ma táng thổ, Tiêu Phàm giết chết dị ma cũng không ít, hấp thu khí số lượng cực kỳ khủng bố, đã đạt đến đột phá điểm tới hạn.
chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngưng luyện ra đầy đủ nguyên lực, là hắn có thể nhất cử đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Ám dạ ma tôn đến bây giờ đều không xuất thủ, ngược lại có thể nhẫn nại. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ngay sau đó nhìn một bên Thần Phong một cái. Thần Phong hiểu ý, cầm trong tay trường thương đạp không mà lên, trực tiếp thao túng đệ lục thần vệ doanh, bắt đầu công thành. Cái này, Lạc Vô Thương lần đầu tiên nhìn thấy 300 thần vệ doanh thời khắc, trong mắt đều kém chút rơi ra. Thánh đế cảnh đỉnh phong, 300 người vậy mà đều là thánh đế cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này còn không phải Lạc Vô Thương kinh hãi nhất, ở thần ma táng thổ, thánh đế cảnh tùy thời đều có thể nhìn thấy, thánh đế cảnh đỉnh phong cũng không phải số ít. Nhưng hắn kinh hãi nhất là, 300 người khí thế dung hợp lại cùng nhau, vậy mà không kém gì trung phẩm thánh tôn. Tiêu, Lạc Vô Thương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn hỏi thăm Tiêu Phàm cái gì. Không cần nói, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền lạnh như băng quát lớn, đem Lạc Vô Thương lời đến khóe miệng ngữ cho nén trở về. Lạc Vô Thương toàn thân run lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành e ngại lên. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không nhìn Lạc Vô Thương tồn tại, Lạc Vô Thương tất nhiên thấy được, Tiêu Phàm cũng không sợ hắn biết rõ, có lẽ có thể thuận tiện trấn nhiếp hắn một lần. Hiện tại, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đệ lục thần vệ doanh lực lượng, hắn có thể không muốn bại lộ quá nhiều. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng truyền ra, ám dạ ma thành tường thành sụp đổ, vô số dị ma nổ tung, đệ lục thần vệ doanh mấy vòng bắn phá đến, không biết chết bao nhiêu dị ma. Mặc dù chỉ có 300 người, nhưng bọn hắn lại giống như cối xay thịt, bình thường dị ma chỗ nào chống đỡ được đệ lục thần vệ doanh bước chân, bọn họ những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chỉ có máu tươi tràn ngập hư không, máu tươi đang nằm mặt đất. Tiêu Phàm lăng không dạo bước, đi theo đệ lục thần vệ doanh sau lưng, thu gặt lấy mệnh ma thạch, cùng dị ma khí số. Người khác giết chết dị ma, có lẽ còn có trọng hoạt cơ hội, nhưng Tiêu Phàm giết chết dị ma, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo dị ma không ngừng ngã xuống, Tiêu Phàm khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, hắn tứ chi bách hài tràn ngập vô số khí số, sự nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển luyện hóa. Dưới quần áo da thịt, giờ phút này chính chán phóng hơi yếu kim quang, trang nghiêm thần thánh. Còn kém một chút xíu, liền có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra kinh hỉ, hắn không có lãng phí thời gian, lấy ra bó lớn long tinh, bắt đầu luyện hóa chuyển hóa thành tự thân nguyên lực. Mắt thấy khoảng cách thánh đế cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạn. Phạm ta ám dạ ma thành người, chết! Cũng đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ ám dạ ma thành chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt, xuất hiện ở ám dạ ma thành không trung. Hắc khí không ngừng khuếch tán, nhanh chóng lan tràn ám dạ ma thành trên không mỗi một tấc không gian, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, một tấm to lớn mặt ma, trên không trung chậm rãi thành hình. Ám dạ ma tôn, nhìn thấy đạo kia ma ảnh, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt. Tiêu Phàm nghe được cái kia hét giận dữ thanh âm, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi ý tứ. Thần ma táng thổ năm đại ma thành, bị hắn tiêu diệt 4 cái, thành chủ cũng bị hắn tiêu diệt 3 cái, bây giờ chỉ còn lại có ám dạ ma thành cùng ám dạ ma tôn. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của thanh âm này, hẳn là ám dạ ma tôn. Khí thế của nó, không biết so trước đó diệt hết phong ma tôn cùng quỷ ảnh ma tôn bọn họ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhị tinh ma tôn, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi run lên, dựa vào hắn mình, đừng nói nhị tinh ma tôn, chính là nhất tinh ma tôn, cũng không khả năng đối đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể ỷ vào đệ lục thần vệ doanh. Nếu như đệ lục thần vệ doanh có thể diệt đi ám dạ ma tôn, đó là không thể tốt hơn nữa, có lẽ, hắn nhất cử luyện hóa nơi này tất cả dị ma trên người khí số, có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ cũng khó nói. Từ khi tiến vào thiên hoang thần các, Tiêu Phàm kiến thức quá nhiều thánh đế cảnh cao giai, cùng thánh tôn cảnh cường giả. Hắn cái này thánh đế cảnh trung kỳ cảnh giới, thực sự quá yếu. Cũng may hắn mượn nhờ phân thân thái cổ, miễn cưỡng có thể đủ cùng hạ phẩm thánh tôn một trận chiến, bằng không mà nói, hắn an toàn căn bản không có cái gì bảo hộ. Theo cái kia tiếng giống giận vang lên, kinh khủng hung uy từ ám dạ ma thành chỗ sâu truyền đến, Thần Phong cùng cửu u ma toàn tất cả đều bị chấn động trở về. Tiểu tử, chúng ta đi mau,
Cửu U Ma Toàn gầm nhẹ một tiếng, đối mặt nhị tinh ma tôn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Dù sao, hắn nhưng là bị phong ấn lấy thực lực, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tiêu Phàm không để ý đến Cửu U Ma Toàn, mà là nhìn về phía Thần Phong nói, có thể địch. Thần Phong do dự ba hơi thời gian, cuối cùng gật đầu một cái, nói, ngăn được, nhưng giết không chết, nếu như còn có mặt khác ma tôn, rất phiền phức. Thần Phong lời nói rất ngắn gọn, nhưng Tiêu Phàm lại hiểu hắn ý tứ. Giết chết ám dạ ma tôn, đệ lục thần vệ doanh làm không được, tối đa chỉ có thể ngăn được mà thôi. Nếu như ám dạ ma thành không chỉ ám dạ ma tôn một cái thánh tôn cảnh, vậy bọn hắn liền phiền toái, đến lúc đó trốn đều chưa chắc có thể trốn được. Cái kia ám dạ ma thành, còn có mặt khác thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Ta không biết rõ, Thần Phong lắc đầu. Tiểu tử, chúng ta vẫn là đi mau đi, vạn nhất ám dạ ma thành, còn có mặt khác thánh tôn cảnh đây. Cửu U Ma Toàn cũng không muốn bồi tiếp Tiêu Phàm cược. Một mình hắn ngăn lại một cái hạ phẩm thánh tôn, đã là cực hạn, tầm thường nhị tinh ma tôn, dưới tay thế nhưng là có hai cái hạ phẩm ma tôn, đây chính là dị ma ma thành phù hợp lực lượng. Tiêu Phàm có lẽ cũng có thể ngăn được một cái nhất tinh ma tôn, có thể mặt khác thánh đế cảnh dị ma đây. Đến lúc đó bọn họ bị ma tôn ngăn chặn, mặt khác dị ma từ từ thôi đều có thể đem bọn hắn mài chết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chăm chú ám dạ ma thành chỗ sâu, lại là thật lâu chưa từng nhìn thấy ám dạ ma tôn xuất hiện, chỉ có một cỗ cường tuyệt khí tức đang quay cuồng. Đột nhiên, Tiêu Phàm nở nụ cười, nhìn chăm chú Cửu U Ma Toàn nói, thua thiệt ngươi chính là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, nhát gan như vậy sợ phiền phức. Cửu U Ma Toàn tức giận gầm nhẹ, nhưng hắn xác thực sợ chết, cũng không cái gì tốt phản bác. Hôm nay không diệt thành này, thề không bỏ qua. Tiêu Phàm đột nhiên kiên định phun ra một câu, dẫn đầu nắm lấy vô tận chi nhận giết tới. Thần Phong cùng Cửu U Ma Toàn vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc, bọn họ bên tai truyền đến Tiêu Phàm lời nói, nếu như ám dạ ma thành ở chỗ này, hắn đoán chừng đã sớm xuất hiện, không cần chờ tới bây giờ. Bây giờ ám dạ ma thành, đừng nói càng nhiều ma tôn, ngay cả ám dạ ma tôn đều không ở, hiện tại không diệt ám dạ ma thành, chờ đến khi nào. Cửu U Ma Toàn cùng Thần Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao ám dạ ma thành bên ngoài nhiều như vậy chiến đấu, nơi này vẫn như cũ thờ ơ. Nguyên lai, ám dạ ma thành, sớm đã trở thành một tòa thành không? Không, chuẩn xác mà nói, ma tôn cảnh cường giả toàn bộ đều rời đi, chỉ còn lại có một chút ma đế cảnh dị ma. Giết, nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Cửu U Ma Toàn lại trở nên tự tin lên, gia hỏa này, cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Thần Phong cũng không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, đệ lục thần vệ doanh lần nữa triển khai đồ sát. Ám dạ ma thành mặc dù xem như một tòa thành không, nhưng dù gì cũng có một hai vạn dị ma lưu thủ, hơn nữa cũng là thánh đế cảnh. Một hai vạn thánh đế cảnh dị ma, ẩn chứa khí số, là cực kỳ khủng bố. Theo những cái kia khí số nhập thể, Tiêu Phàm thể nội khí số rốt cục đạt đến một số không giới điểm, hắn vội vàng lấy ra thái cổ phân thân vì hắn hộ thể, mà chính hắn lại bắt đầu vận chuyển vô tận chiến điển, chuẩn bị đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Muốn đột phá, xa xa Lạc Vô Thương giấu ở cổ lâm, hoàn toàn không dám ló đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị ở ám dạ ma thành đột phá, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiêu Phàm dám ở ám dạ ma thành mạnh mẽ đâm tới, đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng cái này còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng, có chút cường giả, đột sát một thành cái gì, cũng là có thể làm được. Nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người có gan ở dị ma đại bản doanh đột phá. Vạn nhất có người quấy rầy, đây chính là sẽ chết không có chỗ chôn a. Không chỉ Lạc Vô Thương kinh ngạc, ngay cả Cửu U Ma Toàn cùng Thần Phong đều cực kỳ không bình tĩnh. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ chém giết dị ma tốc độ lại không chậm mảy may, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Lúc này, khoảng cách ám dạ ma thành bên ngoài mấy vạn dặm, có một đầu lối đi tối thui, trong đường hầm đen kịt, không ngừng có người xuyên thấu mà đến. Mà ở thông đạo phụ cận, lại là đại chiến không ngừng, vô cùng kịch liệt, một đám cường giả đánh thiên băng địa liệt. Ám dạ, người tới thật đúng lúc, ngăn chặn bọn họ, chờ người của chúng ta từ cái kia đưa đầu vào, nhất định có thể đổ những người này, đến lúc đó,
Liễu Lăng đại nhân, chắc chắn trọng trọng có thưởng. Trong đó một cái dị ma ngửa mặt lên trời cười to nói. Bọn họ bị thiên hoang tu sĩ ngăn cản tại thông đạo bên ngoài, tiến thối lưỡng nan, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt, ám dạ ma tôn mang theo hắn hai cái cấp dưới đuổi tới. Ám dạ ma tôn ngăn lại thiên hoang tu sĩ, cho những cái này dị ma thông qua thông đạo cơ hội, một khi bọn họ thành công thông qua, thiên hoang hút khẳng định ngăn cản không nổi. Ha ha, vì Liễu Lăng đại nhân cống hiến sức lực, là ám dạ phúc khí. Trong đó một cái toàn thân đen kịt, như dạ xoa tu sĩ cười to không thôi, nhìn chăm chú đối diện ngăn cản hắn một cái hắc y thanh niên nói, thiên hoang tu sĩ, dám trọng thương Liễu Khuyết thiếu gia, đều đáng chết. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, khẳng định có thể nghĩ đến một vài thứ, hắn lần trước trọng thương Liễu Khuyết, vậy mà lai lịch không nhỏ. Những cái này nhị tinh ma quật dị ma, cũng là thay Liễu Khuyết báo thù. Không sai, đến lúc đó, bản tôn chắc chắn hướng Liễu Lăng đại nhân thay ngươi khoe thành tích. Đối diện ma tôn cũng không chút kiêng kỵ cười lớn. Nhưng mà, không đợi hắn cười xong, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Không tốt, chỉ thấy dạ xoa bộ dáng ám dạ ma tôn đột nhiên cười giận dữ một tiếng, có người công thành, mau theo bản tôn về ám dạ ma thành. Nói xong, ám dạ ma tôn không tiếp tục để ý đối diện thiên hoang tu sĩ cùng dị ma, mang theo hắn một chút thuộc hạ, điên cuồng hướng về ám dạ ma thành phương hướng chạy tới. Ám dạ, đối diện dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, muốn gọi lại ám dạ ma tôn, có thể ám dạ ma tôn, cũng đã không thấy bóng dáng, cái này dị ma khí có chút phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn trướng, hỗn trướng. Ám dạ ma tôn rời đi, một đám thiên hoang tu sĩ lập tức áp lực chợt giảm, rất nhiều người càng là vẻ mặt mộng bức. Mới vừa rồi còn chiến đang yên đang lành, ám dạ ma tôn làm sao chạy trốn đây? Chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái hắc y thanh niên cau mày, biểu tình vẻ không hiểu. Người này không phải người khác, chính là thần ma thành thủ tướng Khương Thiếu Hư, cũng là hầu hoàng lão đại, hắn dẫn đầu một chút tu sĩ tới đây chặn giết nhị tinh ma quật người. Nói là chặn giết nhị tinh ma quật tu sĩ, kỳ thật chỉ là ngăn chặn thông đạo mà thôi. Nhị tinh ma quật dị ma muốn giáng lâm thần ma táng thổ, nhất định phải qua thông đạo. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Vừa bắt đầu tất cả tiến hành 10 điểm thuận lợi, Khương Thiếu Hư dẫn theo trên vạn người liền ngăn chặn thông đạo, phàm là thông qua thông đạo truyền đưa tới dị ma, toàn bộ chết thảm. Chỉ là, về sau xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, kia liền là ám dạ ma tôn dẫn đầu đông đảo dị ma đánh tới, khiến cho thông đạo một đầu khác nhị tinh ma quật thong dong giáng lâm. Theo dị ma số lượng càng ngày càng nhiều, Khương Thiếu Hư áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn, dù cho không ngừng có thiên hoang tu sĩ nơi phát ra, nhưng bọn hắn cũng gần như đến mức đèn cạn dầu. Không bao lâu nữa, bọn họ liền chuẩn bị từ bỏ thông đạo, trở lại thần ma thành, mượn nhờ thần ma thành thông đạo rời đi thần ma táng thổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, một mực chiến đấu cực kỳ điên cuồng ám dạ ma tôn, vậy mà đột nhiên rời đi. Lão đại, có vẻ như có người đánh vào ám dạ ma thành. Bên cạnh một cái váy đen nữ tử mở miệng, trong mắt dị sắc liên tục. Nhất định là hầu hoàng, hắn dẫn người sát nhập vào ám dạ ma thành. Khương Thiếu Hư hài lòng gật đầu, tự cho là đúng nói, đã như vậy, đây cũng là giải thích, thần ma thành đã an toàn, dị ma triều dâng cũng kém không nhiều chấm dứt. Chỉ cần chúng ta giết lùi những cái này dị ma, thần ma táng thổ triệt để bình định, đây chính là một cái công lớn a. Một cái khác nam tử khôi ngô cười lớn. Khương Thiếu Hư hài lòng cười một tiếng, bình định một quật loạn, dù chỉ là nhất tinh ma quật, cái kia cũng là không nhỏ công lao. Công lao này, đã đủ để cho hắn sớm rời đi thần ma táng thổ. Nghĩ vậy, Khương Thiếu Hư không tự chủ được bật cười, ngay sau đó ý khí phong phát nói, giết sạch những cái này dị ma, gia cố phòng ấn, chúng ta liền có thể đi về. Nói xong, Khương Thiếu Hư dẫn đầu đánh về phía một cái thánh tôn cảnh dị ma. Mà lúc này, ám dạ ma thành. Cửu U Ma Tôn cùng Thần Phong hai người điên cuồng giết chóc lấy, Thần Phong càng là triệu hoán trừ bỏ đệ lục thần vệ doanh, không có thánh tôn cảnh ám dạ ma thành, chỗ nào chống đỡ được bọn họ tàn sát. Chỉ là đệ lục thần vệ doanh công kích từ xa, liền có thể đồ sát một mảng lớn, dù cho bán bộ thánh tôn cảnh dị ma đều khó mà tới gần mảy may. Về phần Tiêu Phàm, hắn lại ở toàn thân tâm cô đọng nguyên lực, trong cơ thể hắn ba cái nguyên tuyền đồng thời vận chuyển.
luyện hóa nguyên lực tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời, bị cửu U Ma Toan bọn họ giết địch dĩ ma, trên người khí số cũng tất cả đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Hắn khí thế trên người vụt sáng, tựa như tùy thời có thể vượt qua trói buộc hắn tầng kia gông cùm xiềng xích. Ở hắn quanh thân, có ba cái luồng khí xoáy, một cái hiện lên xám sắc, một cái hiện lên huyết sắc, một cái hiện lên tử sắc, ba cái vòng xoáy không ngừng cắn nuốt trong thiên địa lực lượng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, sinh ra một cỗ bão lớn, hết thảy tất cả đều bị tung bay. Theo thời gian trôi qua, hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có thể bước vào tầng thứ mới. Không tốt, có người đến. Đột nhiên, cửu U Ma Toan ngắm nhìn về phía chân trời, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mấy cái thánh tôn cảnh, còn có một cái trung phẩm thánh tôn. Thần Phong cũng khó lộ ra vẻ đề phòng. Tiểu tử kia đang đứng ở đột phá thời điểm then chốt, hiện tại cắt ngang, 8-9 phần 10 sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cửu U Ma Toan sắc mặt âm trầm. Hắn có thể không có tự tin, có thể ngăn cản một cái trung phẩm thánh tôn công kích, một khi đối phương đánh tới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, nếu là để cho tỉnh Tiêu Phàm, kết quả cũng không kém nơi nào. Đến lúc đó, Tiêu Phàm không có chết ở dị ma trong tay, ngược lại là chết ở trong tay hắn, cái này khiến cửu U Ma Toan vô cùng khó xử. Tự tiện xông vào ám dạ ma thành người, chết. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, ba cái hắc điểm nhanh chóng biến lớn. Vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, ba cỗ phách tuyệt khí tức liền dừng lại ở cửu U Ma Toan bọn họ cách đó không xa, cầm đầu không phải người khác, chính là chạy về ám dạ ma tôn. Ma đế cảnh run rế, ám dạ ma tôn sắc mặt lạnh như băng nhìn xem cửu U Ma Toan bọn họ, còn người đen nhánh bên trong đều là khinh thường. Lời còn chưa dứt, ba đạo bá đạo sức mạnh công kích nổi giận chém mà xuống, bay thẳng cửu U Ma Toan bọn họ đi. Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong hai người kiệt lực ngăn cản, nhưng là bị công kích kia chấn động đến khí huyết sôi trào, lui về sau mấy chục trượng. Phiền toái, cửu U Ma Toan vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ba cái thánh tôn cảnh A, hơn nữa còn có một cái trung phẩm thánh tôn, cho dù là hắn, cũng không khả năng là đối thủ. Dù sao, hắn bị phong ấn tu vi, căn bản không phát huy được toàn bộ lực lượng, nhiều nhất có thể ứng phó một cái hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Ta ứng phó cái kia nhị tinh ma tôn, Thần Phong hít sâu một cái nói. Nói xong, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, đệ lục thần vệ doanh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, 300 thánh đế cảnh tán phát khí thế ngưng tập hợp một chỗ, hoàn toàn không thua với hạ phẩm thánh tôn, thậm chí càng mạnh. Cửu U Ma Toan thấy thế, mặt đều xanh. Thần Phong ứng phó cái kia nhị tinh ma tôn, vậy còn dư lại hai cái nhất tinh ma tôn, chẳng phải là đều muốn hắn đến ngăn cản. Nha, phải liều cái mạng già. Cửu U Ma Toan giận mắng một tiếng, nhìn qua Tiêu Phàm vị trí, nói tiểu tử, lúc này ngươi vẫn còn ở tu luyện, lần này nếu không chết, ngươi bồi lão tử tổn thất. Dứt lời, cửu U Ma Toan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chỉ thấy hắn biểu tình thống khổ, hình thể nhanh chóng biến hóa. Tựa như ở tránh thoát một loại nào đó trói buộc một dạng. Đáng chết cửu U lão ma, quả thực là muốn phong ấn ta lực lượng. Cửu U Ma Toan giận mắng không thôi. Nếu như hắn thực lực không có bị cửu U Ma chủ phong ấn, dù cho hắn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, chém giết hai cái nhất tinh ma tôn, đó cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng hiện tại, hắn căn bản làm không được. Giết bọn hắn, ám dạ ma tôn dùng ma quật ngữ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn thấy một cái bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, vậy mà chủ động thẳng hướng bản thân, nội ý phun trào. Một cái bán bộ thánh tôn cảnh run rế, cũng dám khiêu khích bản thân, cái này với hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, Thần Phong đã ra lệnh một tiếng, 300 thánh đế cảnh đỉnh phong thần vệ doanh tu sĩ, tất cả công kích ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo lợi mang nghịch thiên mà lên. Ám dạ ma tôn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, bản năng hướng nơi xa thối lui. Oanh, gần như đồng thời, một cỗ nổ tính khí lãng từ đằng xa cuốn tới, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đột phá, cửu U Ma Toan mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền không cười được, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có thức tỉnh xu thế. Mà lúc này,
ám dạ ma tôn lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gần như đồng thời, một cái khác nhất tinh ma tôn bỗng bỏ vây công cửu u ma toan, mà là đánh tới Tiêu Phàm. Không tốt, tiểu tử, nhanh tỉnh lại, cửu u ma toan thấy thế, không khỏi giống to không thôi. Hắn nghĩ muốn ra sức đánh lùi đối diện nhất tinh ma tôn, nhưng đối phương lại là gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn cứu Tiêu Phàm cơ hội. Cửu u ma toan nhe răng trợn mắt, trong lòng thầm nói, tiểu tử, không phải ta không cứu ngươi, là ta thật cứu không được ngươi a. Hắn tự nhiên là muốn cứu Tiêu Phàm mà chết, hắn có lẽ cũng phải chết, bởi vì trong cơ thể hắn phong ấn, nhưng hắn cùng Tiêu Phàm có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng là, nhất tinh ma tôn nếu là muốn liều chết cuốn lấy hắn, vậy hắn cũng không tránh thoát được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể kịp thời tỉnh lại, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia không nhúc nhích, cũng không có tỉnh lại báo hiệu. Bay về phía Tiêu Phàm nhất tinh ma tôn, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một người chết một dạng. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, coi như hắn là chân chính thánh tôn cảnh, đứng ở cái kia nhường hắn giết, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng tổn thương lão đại, nhưng mà cũng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng bạo hống từ phía dưới phế tích truyền đến, chỉ thấy tốt mấy bóng người đạp không mà lên, lăng lệ công kích khóa chặt cái kia nhất tinh thánh tôn. Là các ngươi, cửu u ma toan nhìn thấy người tới, lập tức mừng rỡ không thôi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thí thần cùng tà vũ bọn họ, mấy người nghe được ám dạ ma thành động tĩnh, lặng lẽ ẩn núp tiến đến, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá một màn. Nguyên bản bọn họ không nghĩ ra hiện, để cửu u ma toan một thân một mình ngăn lại hai cái nhất tinh ma tôn là được rồi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, những cái này ma tôn liền vậy mà muốn giết Tiêu Phàm, thí thần nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được, trước tiên đứng dậy. Không chỉ thí thần, tà vũ, hiên viên trảm tiên cùng tử thiên y ba cái cũng theo sau, đồng thời đối cái kia nhất tinh ma tôn xuất thủ. Thí thần cùng tà vũ hai người cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ, tử thiên y cùng hiên viên trảm tiên chính là thánh đế cảnh trung kỳ, bốn người hợp lực, còn có thể ngăn lại một cái nhất tinh ma tôn. Thật sự là thí thần cùng tà vũ hai người bọn họ quá biến thái, một mình liền có được đối chiến hạ phẩm thánh tôn thực lực. Một đám ma đế cảnh run rế, giết bọn hắn. Ám dạ ma tôn nhìn thấy cái kia nhất tinh ma tôn bị mấy cái thánh đế cảnh tu sĩ ngăn cản, lập tức giận tím mặt, dùng thái cổ thần giới ngôn ngữ gào thét. Cái kia nhất tinh ma tôn tự nhiên không dám vi phạm ám dạ ma tôn mệnh lệnh, huống chi, mấy cái thánh đế cảnh tu sĩ, hắn cũng không để ở trong mắt. Chẳng qua là khi hắn giao thủ thời điểm, lại phát hiện bốn cái này thánh đế cảnh tu sĩ có chút bất đồng, chí ít, so tầm thường thánh đế cảnh phải cường đại hơn rất nhiều lần. Các ngươi hai cái bảo hộ lão đại, hắn giao cho ta cùng tà vũ. Thí thần cầm trong tay một chuôi dao găm, lạnh lẽo con ngươi hướng về cái kia nhất tinh ma tôn, nhìn đối phương tê cả da đầu. Hắn rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, lại so bình thường nhất tinh ma tôn còn kinh khủng hơn. Hiên viên trảm tiên cùng tử thiên y hai người gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, mà tà vũ liền cùng thí thần bắt đầu hợp lực vây giết cái kia nhất tinh ma tôn. Giờ khắc này, hai người lại cũng không có giữ lại chút nào, bắt đầu toàn lực đánh giết đối diện nhất tinh ma tôn. Bị người kinh ngạc là, cái kia nhất tinh ma tôn, lại bị hai người giết liên tục bại lui, trên người xuất hiện vô số vết thương, trái lại thí thần cùng tà vũ, hai người chăm chú là thở mấy hơi thở hồng hộc mà thôi. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Nha, hai người bọn họ thật biến thái, đây chính là bọn họ thực lực chân chính sao. Hiên viên trảm tiên thấp giọng nổi giận mắng. Hắn nguyên vốn cho là mình đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, cùng thí thần cùng tà vũ hai người chênh lệch đã không lớn, cho tới bây giờ hắn mới biết mình cùng thí thần sự chênh lệch giữa bọn họ. Cái này hoặc giả còn không phải thực lực chân chính của bọn họ đây. Tử thiên y híp hai mắt, một bộ sâu không lường được bộ dáng. Hiên viên trảm tiên vẻ mặt không tin nhìn xem tử thiên y lắp bắp nói, ngươi đừng không tin. Trước đó tà vũ không phải nói một người cũng đủ để đối kháng hạ phẩm thánh tôn sao? Hiện tại bọn hắn thế nhưng là hai người. Hiên viên trảm tiên nghe vậy, không khỏi rụt cổ một cái. Đúng vậy a, bọn họ một người cũng đủ để đối kháng hạ phẩm thánh tôn,
hai người hợp lực, chẳng phải là có được chém giết hạ phẩm thánh tôn thực lực. Hỗn trướng, bản tôn muốn làm thịt các ngươi, đem các ngươi đầu làm cầu để đá. Cái kia nhất tinh ma tôn bị hai người giết vết thương chồng chất, hắn cũng động tức giận, khí tức trên thân càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Khí thế kinh khủng trực tiếp đem Tà Vũ cùng thí thần chấn động bay ra ngoài, đạt tới hạ phẩm thánh tôn, dù sao cũng hơi thủ đoạn đặc biệt, có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể giết địch. Cái kia nhất tinh ma tôn bị hai cái thánh đế cảnh tu sĩ nghiền ép, trong lòng có thể kìm nén một hơi, nếu như không giết thí thần cùng Tà Vũ, khẩu khí này hắn liền không thể phát tiết. Tà Vũ cùng thí thần hai cái cũng là lửa giận xen lẫn, hai người bọn họ, lại bị đánh bay, hơn nữa ngũ tạng lục phủ rung động không thôi. Chẳng lẽ mình vẫn là không bằng cùng hạ phẩm thánh tôn sao? Các ngươi hai cái cũng quá vô dụng, lâu như vậy, liền một cái hạ phẩm thánh tôn đều giết không chết. Cũng đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Lão đại, thí thần ngạc nhiên quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã chậm rãi đứng lên. Tà Vũ trợn trắng mắt, nói, ngươi cho rằng thánh tôn cảnh dễ giết như vậy sao? Không dễ giết sao? Tiêu Phàm mỉm cười, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tà Vũ trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn nhưng là thấy tận mắt, Tiêu Phàm giết qua thánh tôn cảnh dị ma. Lúc kia, Tiêu Phàm vẫn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ. Hiện nay, hắn nhưng là đột phá đánh thánh đế cảnh hậu kỳ, giết một cái hạ phẩm thánh tôn, có lẽ thật đúng là không khó. Gus, cái kia nhất tinh ma tôn nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, lập tức tức giận không thôi, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Ai ngờ, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng là một bước phóng ra, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung. Trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia nhất tinh ma tôn trước người. Chỉ thấy hắn giơ tay chính là một kiếm, một đạo kiếm hồng tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến hạ phẩm thánh tôn cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Cái kia nhất tinh ma tôn bỗng nhiên ngừng thân hình, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phốc suy một tiếng, một đạo vết kiếm từ hắn mi tâm nở rộ, ngay sau đó thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, máu tươi đen ngòm bạo xái hư không. Huyết vũ bay tứ tung. Thí thần, Tà Vũ đám người tất cả đều trợn to hai mắt, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là hạ phẩm thánh tôn A, người một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà một kiếm đem đối phương chém mất. Mấy người vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Thẳng đến chỉ chốc lát sau, bọn họ mới rốt cục tin tưởng sự thật này. Tiêu Phàm cười nhìn lấy mấy người, nhún nhún vai. Lơ đễnh nói, rất khó giết sao? Rất khó giết sao? Cái này bình thản, nhưng làm đám người sặc đến không nhẹ, nha, ngươi chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ A, không biết còn tưởng rằng ngươi là nguyên tôn, thậm chí pháp tôn đây. Bất quá, đám người lại là rung động Tiêu Phàm thực lực, liên hạ phẩm thánh tôn, đều có thể miểu sát, thực lực cũng quá biến thái. Ba cái nguyên lực đồng thời vận chuyển, vậy mà để cho ta trong nháy mắt lực bộc phát. Có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, bất quá một kiếm xuống tới, ta thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm trong lòng cũng là không rõ rung động, nắm lấy Tu La kiếm tay đều có chút run rẩy, liền kiếm đều có chút cầm không vững. Nếu như thí thần bọn họ biết rõ Tiêu Phàm tình huống, nhất định sẽ mặt sạm lại, đây không phải là tương đương với kích phát tiềm lực, trong nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng sao. Bất quá, Tiêu Phàm mặt ngoài lại là xem như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại cùng đám người trang ép một cái, trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tự thân nguyên lực tăng vọt gấp bội, khí số dung luyện nhục thân, khiến cho thân thể cường độ đã gia tăng rồi không ít. Thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy, dù cho hạ phẩm thánh tôn, cũng chưa chắc có hắn nhục thể cường đại. Đây chính là sớm rèn luyện vô thượng kim thân chỗ tốt. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Đối bản thân lực lượng coi như thỏa mãn. Bất quá hắn cũng biết, thánh đế cảnh hậu kỳ, ở thiên hoang cũng không tính là gì, đừng nói những cái kia nhị tinh, tam tinh ma quật, chính là nhất tinh ma quật thần ma táng thổ, đều không phải là đỉnh cấp tồn tại. Muốn quét ngang rất nhiều ma quật, hắn còn phải tiếp tục mạnh lên. Tiểu tử, còn có cái này, người thuận tiện làm thịt hắn, lại đi trợ giúp thần phong. Nơi xa, cửu u ma toan giống to không thôi. Hắn bị phong ấn thực lực, cuốn lấy một cái nhất tinh ma tôn mặc dù vấn đề không lớn lắm,
nhưng muốn giết chết đối phương, lại là cực kỳ gian nan. Ném đi hắn thần thông lực lượng cùng thiên phú, cũng chỉ bàn về phổ thông thực lực mà nói, hắn đều chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Phải biết, hắn nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, mà Tiêu Phàm mới thánh đế cảnh hậu kỳ, dòng dã chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Đừng nói hai cái tiểu cảnh giới, chính là một cái tiểu cảnh giới, đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thầm khổ, hắn ngược lại là muốn mau chóng giết chết cái kia nhất tinh ma tôn, có thể giờ phút này, hắn nguyên lực tiêu hao quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản giết không chết cái kia nhất tinh ma tôn. Tà Vũ, Thí Thần, các ngươi đi giúp ma toan, ta củng cố một lần tu vi. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, vội vàng tìm một cái lấy cớ. Thí Thần cùng Tà Vũ tự nhiên là sẽ không hoài nghi gì, Tiêu Phàm vừa mới đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, củng cố một lần tu vi là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mình chém giết một cái nhất tinh ma tôn, Thí Thần cùng Tà Vũ trong lòng có chút không phục, hai người cũng sẽ không tất cả giữ lại. Nếu là bọn họ ba người liên thủ, liền một cái nhất tinh ma tôn đều giết không chết, cái kia thật không phải bình thường mất thể diện. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn xem, lúc này, ánh mắt lại là rơi vào Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên trên người, hơi hơi ngoài ý muốn nói các ngươi đều còn sống sót. Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Tiên, hai người mười điểm im lặng, cái gì gọi là chúng ta đều còn sống sót, chẳng lẽ hai người chúng ta đáng chết sao? Bọn họ tự nhiên không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, Tử Thiên Y thế nhưng là thiên khí chi nhân, đi tới chỗ nào liền sẽ xúi quẩy ở đâu, trước đó Tiêu Phàm một mực lo lắng Thí Thần bị Tử Thiên Y hố. Bây giờ gặp lại Tử Thiên Y, Tiêu Phàm thật vẫn hơi kinh ngạc, gia hỏa này lại còn không chết. Hiên Viên Trảm Tiên, ngươi không phải bất tử thần thể sao, còn lo lắng cái gì, đi diệt phía dưới dị ma a. Tiêu Phàm không để ý hai người kinh ngạc, tiếp tục nói. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên cũng lấy lại tinh thần đến, bỗng nhiên hướng về ám dạ ma thành bên trong đánh tới. Hắn nhưng là bất tử thần thể, chỉ có ở bên bờ sinh tử, mới có thể nhanh chóng tiến bộ, bây giờ thế nhưng là tốt nhất lịch luyện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy ta thì sao, nhìn thấy Hiên Viên Trảm Tiên rời đi, Tử Thiên Y lập tức có chút ngồi không yên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì? Tiêu Phàm liếc Tử Thiên Y một cái, đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên nói, đúng rồi, ngươi có thể thay chúng ta bói một quẻ, nhìn xem kế tiếp là không thuận lợi. Nghe được phía trước câu nói kia, Tử Thiên Y vẻ mặt cười khổ, bàn về thực lực, hắn là những người này thấp nhất, lại là làm không là cái gì. Huống chi, hắn hai chân tê liệt, hành động cũng không có bình thường thánh đế cảnh tu sĩ nhanh như vậy. Bất quá khi hắn sau khi nghe được bên cạnh câu nói kia lúc, lại là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lấy ra mấy đồng tiền, bắt đầu thay chính bọn hắn bói toán. Mấy tức về sau, xa xa nhất tinh ma tôn phát ra một tiếng hét thảm, bị Thí Thần ba người bọn họ vây công cái kia nhất tinh ma tôn thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm lại là không quá mức quan tâm, lấy Thí Thần ba người bọn họ thực lực, nếu như liền một cái nhất tinh ma tôn đều giết không chết, đó cũng quá phế. Thế nào, quẻ tượng làm sao? Nhìn thấy Tử Thiên Y thu hồi đồng tiền, Tiêu Phàm vẻ mặt tò mò nhìn Tử Thiên Y. Tử Thiên Y lại là sắc mặt ngưng trọng hết sức, tựa như vặn ra nước. Không tốt, Tiêu Phàm cũng nhíu mày, Tử Thiên Y nếu là nói thuận lợi, hắn là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn nếu là nói không thuận, vậy khẳng định là muốn chết người. Tốt không linh, hỏng tặc linh, đây chính là thiên khí chi nhân. Chúng ta mấy người, sẽ có thương vong. Tử Thiên Y trịnh trọng gật đầu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm sầm mặt lại, nhìn chăm chú Tử Thiên Y, vô cùng trịnh trọng mà hỏi, muốn chết người quẻ tượng. Đúng, Tử Thiên Y cũng nghiêm túc gật đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thí Thần bọn họ, Thí Thần ba người chém giết cái kia nhất tinh ma tôn về sau, dứt khoát gia nhập ám dạ ma tôn chiến đoàn. Chẳng lẽ Thí Thần bọn họ sẽ ở trong tay ám dạ ma tôn ngoài ý muốn nổi lên? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cầm trong tay Tu La kiếm cũng giết tới. Mặc dù đối diện là nhị tinh ma tôn, nhưng hắn cũng không có sợ hãi chút nào, Tử Thiên Y tính ra dạng này quẻ tượng, hắn tuyệt không thể để Thí Thần mấy người ngoài ý muốn nổi lên. Ám dạ ma tôn vừa bắt đầu liền bị đệ lục thần vệ doanh cản cuốn lấy, cũng là kinh hãi không thôi, hiện tại, có Tiêu Phàm sự gia nhập của bọn hắn, hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn.
hỗn trướng, ám dạ ma tôn khí gầm thét không thôi, kinh khủng ma uy mãnh liệt cuộn trào ra, chỉ một thoáng, ám dạ ma thành bên trong dị ma dường như chúng ta đồng dạng, trở nên hết sức điên cuồng lên. Ngay sau đó, ám dạ ma thành bên trong, lấy ngàn mà tính dị ma đạp không mà lên, che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Phàm bọn họ bao phủ mà đến. Những cái kia có lý trí dị ma, trước đó trấn nhiếp tại Tiêu Phàm bọn họ hung uy, không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng giờ phút này, bọn chúng tất cả đều đánh mất lý trí một dạng. Không tốt, ám dạ ma tôn bị bức ép đến mức nóng này. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Một cái nhị tinh ma tôn, Tiêu Phàm có thể không để vào mắt, lấy ngàn mà tính dị ma, bọn họ cũng có thể không đáng kể. Nhưng giờ phút này, lấy ngàn mà tính dị ma bị một cái nhị tinh ma tôn khống chế, liền có chút đáng sợ. Nổi điên vô trí tuệ dị ma, có thể xa so với có trí khôn dị ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thần Phong, người xuất lĩnh đệ lục thần vệ doanh, diệt ám dạ ma thành, chúng ta tới đối trả cho hắn. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy ra thái cổ phân thân, đồng thời, hắn khí thế trên người đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bỗng nhiên bước vào thánh tôn cảnh. Hỗn độn trảm thiên kiếm, Tiêu Phàm một tiếng hét giận dữ, hai tay cầm trở nên lớn tu la kiếm, chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang xẹt qua thương khung, dường như đem thiên địa này đều chém thành hai nửa, giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hư không cuồng phong thổi loạn, khắp nơi đều là kiếm khí cuồn cuộn. Đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, hắn nguyên lực càng thêm đầy đủ. Thao túng thái cổ phân thân cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giờ khắc này, Tiêu Phàm triệt để bộc phát ra thái cổ phân thân toàn bộ lực lượng. Ám dạ ma tôn vừa sợ vừa giận, kinh hãi chính là, một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử, vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra hạ phẩm thánh tôn khí thế, giận chính là, run dế cũng dám khiêu chiến hắn cái này đường đường nhị tinh ma tôn. Bất quá, đối mặt Tiêu Phàm một kiếm này, hắn cũng không dám chính diện giao phong. Lách mình hướng phía sau thối lui. Còn nhị tinh ma tôn, người so phong ma tôn bọn họ cần phải sợ chết nhiều. Nhìn thấy ám dạ ma tôn rút đi, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, mặt coi thường nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.